Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 147. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người nghe vậy, cũng từ bỏ tiếp tục thâm nhập sâu thánh linh táng thổ dự định, bọn họ đều không yên lòng Diệp Thi Vũ một người. Tiêu Phàm mấy người lại dùng truyền âm ngọc phù cùng Diệp Thi Vũ trao đổi một phen, có thể để Tiêu Phàm thất vọng là, vẫn không có lấy được Diệp Thi Vũ hồi phục. Thánh linh táng thổ quá mức cuồn cuộn, muốn tìm một người lại là khó khăn cỡ nào, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không thấy mục tiêu. Làm Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào thiên cổ hoang bằng trên người lúc, Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng, hỏi, hoang bằng tiền bối, người cũng đã biết cái này ở thánh linh táng thổ chỗ nào địa phương có cấm chế. Không sai, tiểu ma nữ không cách nào dùng truyền âm ngọc phù hồi phục, nhất định là bị vây ở một cái nào đó trong cấm chế. Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt hơi hơi sáng lên. Quan tiểu thất cùng chiến hoàng thiên cũng mong đợi nhìn xem hoang bằng, muốn giải cứu Diệp Thi Vũ, có lẽ chỉ có thể dựa vào thiên cổ hoang bằng. Nhưng mà, khi bọn hắn nghe được thiên cổ hoang bằng đáp lời lúc, tất cả đều lộ ra vẻ thất vọng. Thánh linh táng thổ 10 điểm cuồn cuộn, cái thế giới này cùng với những cái khác tinh thần thế giới khác biệt, không phải một người nào đó tu luyện thế giới, mà là một mảnh thời kỳ thượng cổ cổ chiến trường. Có được cấm chế địa phương có rất nhiều. Thiên cổ hoang bằng lắc đầu nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, cho dù là bằng vào ta thực lực, có nhiều chỗ cũng không dám tự tiện xông vào, những cấm chế kia đi qua vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ có được sức mạnh mang tính hủy diệt. Tiêu Phàm nhóm người bất đắc dĩ, bọn họ cũng không khả năng tùy tiện xâm nhập thánh linh táng địa, đến lúc đó đừng nói cứu tiểu ma nữ, rất có thể đem mình cho góp đi vào. Tam ca. Người yên tâm, Thi Vũ tỷ khẳng định không có chuyện gì, chỉ cần nàng rời đi cấm chế, chúng ta liền có thể tìm tới nàng. Quan tiểu thất an ủi. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai, nói, không sai, lão tam, tiểu ma nữ người hiền tự có thiên tướng, hơn nữa, hắn vẫn là phong thiên nhất tộc, một dạng cấm chế rất khó làm gì được hắn. Phong thiên nhất tộc, chiến hoàng thiên cùng thiên cổ hoang bằng nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Chiến hoàng thiên trầm ngâm lúc này, nói, điện chủ, nếu như điện chủ phu nhân thực sự là phong thiên nhất tộc, vậy ngươi thật vẫn không cần lo lắng điện chủ phu nhân, có lẽ, có thể có được một chút tạo hóa cũng khó nói. Vì sao, Tiêu Phàm quay người nhìn về phía chiến hoàng thiên, hắn biết rõ chiến hoàng thiên chính là hoàng cực cổ cương đại gia tộc, có lẽ biết rõ một chút bí mật. Ta ở chiến gia một quyển trên điển tịch nhìn thấy thánh linh táng thổ một chút tin tức, nghe đồn, nơi này cấm chế. Đại bộ phận cũng là phong thiên nhất tộc lưu lại. Chiến hoàng thiên giải thích nói, bất quá khi đó phong thiên nhất tộc cũng không gọi phong thiên nhất tộc, mà gọi là làm vô trần thiên cung. Vô trần thiên cung, Tiêu Phàm kém chút kinh khiếu xuất lai, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Vô trần thiên cung, Tiêu Phàm tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa, trên người hắn còn có vô trần thiên cung chí bảo vô trần bí điển đây. Thậm chí... lúc trước Bạch Ma cùng Chu Hồn Thần Liễu cũng là từ Vô Trần Thiên Cung phía dưới cứu ra. Điện chủ nghe nói qua Vô Trần Thiên Cung, Chiến Hoàng Thiên hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Cũng có nghe qua, Tiêu Phàm gật đầu một cái, cũng không có ý giải thích. Hắn trong lòng cũng là 10 điểm kinh ngạc, Vô Trần Thiên Cung đã như vậy cường đại, vậy nó vị trí cổ địa làm sao sẽ rơi vào thiên võ cổ vực thế lực tay đây? Tiêu Phàm âm thầm làm một cái quyết định. Lần sau trở lại thiên võ cổ vực, nhất định phải tiến vào cổ địa một lần, có lẽ, còn sẽ có mặt khác thu hoạch. Vô Trần Thiên Cung mặc dù đã hủy diệt trăm vạn năm, nhưng tên của nó, vẫn như cũ bị các đại cổ cương đại gia tộc biết được, chỉ là ai cũng không biết Vô Trần Thiên Cung địa chỉ cũ ở nơi nào. Chiến Hoàng Thiên tiếp tục nói, Vô Trần Thiên Cung có cường đại như vậy sao? Nam Cung Tiêu Tiêu rõ ràng không tin. Nam Cung Huynh. Người có thể không nên coi thường Vô Trần Thiên Cung, trăm vạn năm trước, Vô Trần Thiên Cung xác thực rất mạnh, chính là cực kỳ cường đại thế lực cấp độ bá chủ, chỉ yếu tại nhân tộc ba đại đỉnh cấp thế lực mà thôi. Chiến Hoàng Thiên hết sức trịnh trọng nói ra, cái khác ta không biết, nhưng là có hai chuyện có thể chứng minh sự cường đại của hắn, một là mảnh này Thánh Linh Táng Thổ, lúc trước thượng cổ đại kiếp về sau, Thánh Linh Táng Thổ sụp đổ, là Vô Trần Thiên Cung cưỡng ép phong ấn. Chuyện thứ hai. Nói các ngươi khả năng không tin, các ngươi hẳn phải biết thần thú bảng xếp hạng A, các ngươi có biết, thần thú bảng xếp hạng thứ 16 trường sinh thú, chính là Vô Trần Thiên Cung cung chủ tọa kỵ. Tê Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất nghe vậy, không khỏi trợn to hai mắt.
Thần thú bảng xếp hạng 92 thiên cổ hoang bằng liền đã cường đại như thế, vậy năm đó thần thú bảng xếp hạng 16 trường sinh thú lại là biết bao khủng bố. Nhưng dù cho như thế, nó cũng vẻn vẹn chỉ là vô trần thiên cung cung chủ tọa kỵ mà thôi, có thể nghĩ vô trần thiên cung thực lực. Tiêu Phàm cũng là âm thầm trầm ngâm, híp híp hai mắt, trong lòng ngưng tiếng nói, xem ra, Bạch Ma đỉnh phong thời kỳ thực lực, cũng xa xa không chỉ đại đế cảnh a. Vô trần thiên cung đã cường đại như thế, cái kia như thế nào lại hủy diệt đây? Nam Cung Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần nói. Cái này ta không rõ lắm, bất quá đương sơ tu la tộc đều hủy diệt, vô trần thiên cung hủy diệt cũng hợp tình hợp lý. Chiến Hoàng Thiên nói đến đây, không khỏi nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm ngược lại là lơ đễnh, lúc trước nhân tộc ba đại đỉnh tiêm thế lực, cũng không chỉ tu la tộc hủy diệt, quân gia cũng cơ hồ toàn bộ ngã xuống, chỉ có một cái Tiêu gia, không biết tung tích. Cái này ta nghe nói qua, đột nhiên, một mực trầm mặc không nói Hoang Bằng mở miệng nói, thời kỳ thượng cổ, đã xảy ra đáng sợ đại kiếp, không chỉ nhân tộc hủy diệt, thú tộc cũng cùng nhau hủy diệt, vô trần thiên cung cũng là ở đoạn thời gian kia bị tiêu diệt. Cái này thánh linh táng thổ, vốn là thái cổ thần giới một bộ phận, về sau bị đánh nát, lại bị phong thiên nhất tộc phong ấn, nghe đồn, nơi này chôn giấu lấy vô số thánh đế cảnh cường giả thi cốt, cho nên cũng gọi là thánh linh táng thổ. Đám người hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thánh linh táng thổ vậy mà là lai lịch dạng này. Cho nên, thánh linh táng thổ mặc dù tràn đầy nguy cơ, nhưng là đồng dạng có được cơ duyên. Chiến Hoàng Thiên lại bổ sung một câu, ta nghe nói, vô trần thiên cung vô thượng bảo điển vô trần bí điển cũng có khả năng mai táng ở vùng này. Vô trần bí điển sao? Tiêu Phàm mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Chiến Hoàng Thiên, vô trần bí điển đã sớm rơi vào trong tay của hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng âm thầm quyết định, chia ra mấy cỗ linh hồn phân thân tiếp tục tham ngộ vô trần bí điển. Trước kia hắn vẫn là quá coi thường vô trần thiên cung, cho nên cũng không có chân chính đem vô trần bí điển để ở trong lòng. Đã như vậy, chúng ta hay là tiếp tục xâm nhập a, có lẽ có thể đụng tới một chút cơ duyên cũng khó nói. Nam Cung Tiêu Tiêu đã không kịp chờ đợi xâm nhập thánh linh táng thổ. Cũng được, Tiêu Phàm bất đắc dĩ, tìm không thấy Diệp Thi Vũ, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu, có lẽ có thể đụng tới Diệp Thi Vũ cũng khó nói. Hô! Thiên cổ hoang bằng giang hai cánh ra, hình thể trong nháy mắt biến thành mấy trượng lớn nhỏ, sơn cốc bên trong nhấc lên một cỗ to lớn sóng gió. Nhị ca, tam ca, chiến huynh, tất cả lên A, hoang bằng mang bọn ta đi vào. Quan tiểu thất lách mình xuất hiện ở thiên cổ hoang bằng trên lưng. Tiêu Phàm ba người cũng không do dự, nhao nhao bước lên, mấy người đối với mảnh này thần bí cổ địa tràn đầy chờ mong. Tiêu Phàm bốn người đứng ở hoang bằng phía sau. Nhìn thấy phía dưới đại địa cực tốc lui lại, bốn phía thỉnh thoảng truyền ra bén nhọn tiếng hét lớn. Không thể không nói, hoang bằng không hổ là thần thú bảng xếp hạng 92 thần thú, tuy nói hắn có được thế giới cực tốc có chút khoa trương, nhưng đồng giai bên trong, tuyệt đối chưa có đối thủ. Đúng rồi, tiểu ngũ, ngươi không phải cùng tiểu kim cùng rời đi sao, tiểu kim đây. Tiêu Phàm nhìn xem thiên cổ hoang bằng, không khỏi nhớ tới tiểu kim. Tiểu kim vì mạnh lên. Lúc trước cùng quan tiểu thất dứt khoát rời đi, có thể nhiều năm như vậy, vẫn không có bất luận cái gì bóng dáng. Quan tiểu thất trên mặt lộ ra vẻ cô đơn, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm, cúi đầu, tựa như bị thương hài tử. Tiểu Kim đến cùng thế nào, người ngược lại là nói a, cũng là huynh đệ, chẳng lẽ còn sẽ trách ngươi hay sao? Nam Cung Tiêu Tiêu thấy thế, thầm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng mở miệng nói. Tiêu Phàm nhíu mày. Trong lòng có loại dự cảm bất an. Quan tiểu thất hai mắt chậm rãi trở nên đỏ bừng, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm, bất quá không đợi hắn quỳ xuống, Nam Cung Tiêu Tiêu liền kéo hắn lại. Tam ca, là ta thật xin lỗi tiểu kim bởi vì ta mới có thể chết. Quan tiểu thất rút tiếng nói, nước mắt cũng nhìn không được nữa chảy ra. Tiểu kim chết, Tiêu Phàm thân hình run lên, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Không đúng, tiểu kim sẽ không chết. Tam ca, ta, quan tiểu thất biết rõ Tiêu Phàm trong lòng khó chịu, có thể lại không biết an ủi ra sao. Hắn làm sao biết, Tiêu Phàm cũng không phải là không tiếp thụ được, mà là hắn có thể đủ khẳng định tiểu kim không chết, bởi vì hắn cùng tiểu kim có giữa linh hồn liên hệ. Nếu như tiểu kim chết rồi, Tiêu Phàm là có thể cảm ứng được.
là ai giết Tiểu Kim? Nam Cung Tiêu Tiêu vô cùng phẫn nộ, trên người sát ý tăng vọt. Chiến Hoàng Thiên nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, Tiêu Phàm cái này mấy người huynh đệ kết nghĩa, thật đúng là một cái so với một cái khủng bố a. Là đế Trần cổ cương người, Quan Tiểu Thất trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Đến cùng ai? Tiêu Phàm ngữ khí nhưng không có Nam Cung Tiêu Tiêu tốt như vậy, từ Quan Tiểu Thất trong thần sắc, Tiêu Phàm đã đoán được một chút tin tức. Quan Tiểu Thất nhất định là biết rõ ai giết Tiểu Kim, chỉ là hắn không muốn nói mà thôi, hoặc có lẽ là sợ liên lụy bọn họ. Là đế Trần gia tộc đế tử gia tộc, một cái tên là đế tử Yên nữ nhân. Quan Tiểu Thất thanh âm đều nhỏ rất nhiều, tựa như làm chuyện sai tiểu hài một dạng. Đế tử gia tộc người, Chiến Hoàng Thiên con người hơi hơi co rụt lại, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Lấy Tiêu Phàm tâm tính, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. 8/9 sẽ cùng đế tử gia tộc là địch. Bây giờ Tiêu Phàm đã đắc tội Bắc Thần gia tộc, Cơ gia, cùng Cung gia, hiện tại lại thêm một cái đế tử gia tộc, đây là thế gian đều là địch tiết tấu sao? Đế tử gia tộc sao? Tiêu Phàm con người băng lãnh tới cực điểm. Đế tử gia tộc Tiêu Phàm tự nhiên là nghe nói qua, chính là năm đại cổ cương một trong đế Trần cổ cương đệ nhất gia tộc, đế tử chính là họ ghép. Nghe đồn, đế tử gia tộc trẻ tuổi một đời, cũng có đế tử chi tư, có thể qua trưởng thành đến đại đế cảnh càng là nhiều vô số kể. Đừng nhìn Bắc Thần gia tộc và Cung gia người đại đế cảnh đã 10 điểm không ít, nhưng cùng đế tử gia tộc so sánh, hoàn toàn không thể so sánh. Có một cái lời đồn, đế tử gia tộc, chính là đại đế cảnh trở lên tu sĩ nhiều nhất gia tộc, về phần nhiều đến mức nào, chỉ có đế tử gia tộc nhân tài rõ ràng. Hơn nữa, đế tử gia tộc vị trí đế Trần Cổ Cương, ở vào nhân tộc 3.000 vực phương Tây, cùng thú tộc cùng chủng tộc khác liền nhau, tấp nập xảy ra chiến đấu. Dù vậy, đế tử gia tộc đại đế cảnh chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng tăng, liền thú tộc cùng chủng tộc khác đều hết sức e ngại. Đây cũng là Chiến Hoàng Thiên nghe được đế tử gia tộc mấy chữ này lúc, sẽ khiếp sợ như vậy nguyên nhân. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, Chiến Hoàng Thiên vội vàng khuyên nhủ, điện chủ, cái này đế tử gia tộc thực lực rất mạnh. Ở năm đại cổ cương các đại gia tộc bên trong xếp hạng thứ hai, không thể khinh thường. Chiến Hoàng Thiên biết rõ Tiêu Phàm sẽ báo thù, nhưng tuyệt đối không thể hiện tại liền cùng đế tử gia tộc là địch, đừng nói Tiêu Phàm, chính là Chiến gia cũng không dám đắc tội đế tử gia tộc. Tiêu Phàm không để ý đến Chiến Hoàng Thiên, hắn cũng biết Chiến Hoàng Thiên là vì tốt cho mình, ngay sau đó nhìn về phía Quan Tiểu Thất nói, lúc trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Quan Tiểu Thất thở sâu. Bình phục một lần suy nghĩ nói, lúc trước ta và Tiểu Kim hai người rời đi đệ nhất thành, liền đi Tây Phương đi. Quan Tiểu Thất lẳng lặng nói đến, Tiêu Phàm mấy người cẩn thận nghe. Nguyên lai, lúc trước Tiểu Kim bọn họ rời đi sau, Tiểu Kim liền muốn tiến về thú tộc vị trí khu vực. Bởi vì Tiểu Kim là thú tộc, nó chỉ có ở thú tộc mới có thể chân chính trưởng thành. Quan Tiểu Thất lo lắng Tiểu Kim, liền một đường hộ tống Tiểu Kim rời đi, hai người hoa thời gian 5-6 năm, đi ngang qua vô số đế vực cùng cổ vực, rốt cục đạp vào đế Trần cổ cương quản hạt phạm vi. Chỉ cần lại hoa thời gian 2-3 năm, bọn họ liền có thể rời đi nhân tộc khu vực, tiến vào thú tộc vị trí khu vực. Nhưng mà, khi bọn hắn đi ngang qua đế Trần cổ cương phía dưới một cái đế vực thành trì lúc, lại là gặp được một cái để Quan Tiểu Thất liên tục thấy ác mộng nữ nhân. Nữ nhân này gọi là đế tử Yên, đế tử Yên nhìn thấy Tiểu Kim lần đầu tiên. Liền thế tất yếu đem Tiểu Kim mua lại làm sủng vật. Đừng nói Tiểu Kim không đồng ý, Quan Tiểu Thất cũng sẽ không đồng ý, có thể cái kia đế tử Yên bá đạo vượt quá bọn họ nhận thức. Nếu là bọn họ đồng ý còn tốt, sẽ còn cho Quan Tiểu Thất một điểm thần thạch, nhường hắn rời đi. Nếu là không đồng ý, vậy liền trực tiếp giết Quan Tiểu Thất. Đế tử Yên mặc dù bá đạo, nhưng thực lực cũng cực kỳ bất phàm, tuổi gần chừng 20 tuổi. Cũng đã là thần vương cảnh tu vi. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất cũng sẽ không e ngại, bởi vì bọn hắn cũng đột phá đến thần vương cảnh tu vi. Nhưng mà, đế tử Yên bên người lại là có không ít thần vương cảnh cường giả tối đỉnh, thậm chí ngay cả đại đế cảnh tu sĩ đều có mấy cái, đội hình như vậy, ở đâu là Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất có thể địch. Hai người mặc dù phản kháng, có thể ở trước mặt đại đế cảnh, bọn họ ngay cả thở tức đều không kịp thở. Nguyên bản hai người đã làm xong tử vong chuẩn bị, có thể ở lúc mấu chốt,
Tiểu Kim làm một cái quyết định, kia liền là nguyện ý trở thành đế tử Yên sủng vật, tiền đề chính là thả quan tiểu thất rời đi. Đế tử Yên cười đáp ứng, mặt ngoài cho quan tiểu thất một cái cơ hội. Quan tiểu thất biết rõ, đây chỉ là Tiểu Kim kế hoãn binh mà thôi, nếu như cứ thế mà chết đi, bọn họ tuyệt đối sẽ không cam tâm. Cho nên, quan tiểu thất cuối cùng lựa chọn rời đi, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, đế tử gia tộc người lại đuổi theo. Truy sát quan tiểu thất chính là mấy cái thần vương cảnh cường giả, mặc dù hắn liều chết giết chết mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không địch lại. Cũng liền ở quan tiểu thất lúc tuyệt vọng, hắn linh tộc huyết mạch thức tỉnh, có ẩn thân năng lực, cuối cùng may mắn trốn qua một kiếp. Ta hoa mấy tháng khôi phục thương thế, cuối cùng lại nhớ tới tòa thành trì kia. Quan tiểu thất cắn răng nghiến lợi nói ra, hai mắt đỏ bừng, trên trán hiện đầy gân xanh. Về sau đây, Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng nói, nắm đấm nắm chặt, trên người sát ý càng ngày càng lạnh. Về sau, quan tiểu thất cắn răng, thanh âm có chút nức nở, tựa như không nguyện ý nói tiếp một dạng. Thở sâu, bình phục một lần suy nghĩ, quan tiểu thất lúc này mới lên tiếng nói, coi ta trở lại thành trì thời điểm, những người kia rời đi, bất quá ta chiếm được một tin tức. Quan tiểu thất mặc dù nhặt về một mạng, nhưng cũng không yên tâm đối với Tiểu Kim an nguy, ẩn nặc thân phận lần nữa tiến vào thành trì. Nhưng đế tử Yên đám người sớm đã rời đi, nhưng quan tiểu thất nhưng từ một chút tu sĩ trong miệng đạt được liên quan tới Tiểu Kim tin tức. Nguyên lai, ở quan tiểu thất thụ thương trong lúc đó, đế tử Yên lấy được Tiểu Kim về sau, vậy mà để Tiểu Kim tiến vào thú đấu trường tham gia sinh tử đấu. Thú đấu trường sinh tử đấu, Tiêu Phàm bọn họ tự nhiên rõ ràng đây là địa phương nào, cùng lúc trước chiến hồn đại lục sinh tử đấu trường không hề khác gì nhau. Chỉ bất quá đương sơ sinh tử đấu, bản thân còn có thể quyết định sinh tử của mình. Nhưng cái này thú đấu trường sinh tử đấu, lại là không có chút nào nhân tính, Tiểu Kim bọn họ căn bản không có quyền lựa chọn. Bởi vì bọn hắn chỉ có thể coi là chủ nhân sủng vật mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sủng vật sự sống còn, làm chủ nhân nhân loại tu sĩ, tự nhiên là sẽ không để ý. Hơn nữa, đế trần cổ cương vốn liền cùng thú tộc địa vực liền nhau, đế trần cổ cương tu sĩ cho tới bây giờ không thiếu hụt thú tộc sủng vật, huống chi là đế tử gia tộc người đâu. Đế tử Yên 3 tháng bên trong, mang theo Tiểu Kim tham gia gần 100 trận sinh tử đấu, cơ hồ mỗi ngày đều có một trận, nhiều thời điểm có 2-3 trận. Ngay từ đầu Tiểu Kim có lẽ còn có thể thắng dễ dàng, nhưng theo thời gian trôi qua, vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà đế tử Yên hiển nhiên là sẽ không cho Tiểu Kim chữa thương cơ hội, qua 3 tháng tàn phá, Tiểu Kim cuối cùng cùng 3 đầu cổ thú đồng quy vu tận. Quan tiểu thất nghe được cái này tin tức lúc, phẫn nộ tới cực điểm, khắp nơi tìm kiếm đế tử Yên thân ảnh. Nhưng mà, đế tử Yên sớm đã rời đi tòa thành trì kia, nàng tới nơi này, chẳng qua là du ngoạn mà thôi. Ở tại bọn hắn đế tử gia tộc trong mắt, sơ gia nhân tộc tu sĩ cùng thú tộc chỉ là bọn hắn dùng để trêu đùa công cụ. Nghe đến đây, Tiêu Phàm con người cũng biến thành dị thường băng lạnh, sát tâm nổi lên, răng mài đến vang lên kèn kẹt. Hảo một cái đế tử gia tộc, thù này Tiêu Mỗ nhớ kỹ. Tiêu Phàm chậm rãi bình tĩnh trở lại, ta ngược lại muốn xem, đế tử gia tộc đại đế cảnh, có phải thật vậy hay không giết không hết. Tìm đế tử gia tộc báo thù, Tiêu Phàm biết rõ, hiện tại là không thể nào, đế tử gia tộc, có thể trở thành nhân tộc 3000 vực đệ nhị, như thế nào đơn giản như vậy. Nhưng là, hiện tại Tiêu Phàm không báo thù, cũng không đại biểu hắn thì sẽ bỏ qua đế tử gia tộc. Tốt nhất đừng để ta nhìn thấy đế tử gia tộc người, bằng không lão tử gặp một cái giết một cái. Nam Cung Tiêu Tiêu vô cùng phẫn nộ. Đều tại ta, nếu như Tiểu Kim không phải là vì cứu ta, hắn cũng sẽ không chết. Quan tiểu thất vẻ mặt sa sút tinh thần, lúc trước nghe được Tiểu Kim tử vong tin tức, hắn thiếu chút nữa thì nổ tung. Tiểu Kim hẳn là không chết, Tiêu Phàm thở sâu, lắc đầu nói. Ngay sau đó đem hắn phỏng đoán của mình cùng đám người nói một lần. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng quan tiểu thất con ngươi tỏa sáng, bọn họ trước tiên lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm. Hiện tại chúng ta phải làm, chính là không ngừng mạnh lên, chờ trở nên đủ cường đại, cái gì đế tử gia tộc, chiếu diệt không lầm. Tiêu Phàm hào khí mây tuyến đường chính. Không sai, chúng ta mấy huynh đệ, từ tu luyện tới hiện tại, còn không có sợ qua ai, đừng nói một đám đại đế,
chính là một đám thánh đế, tương lai cũng đồng dạng muốn phủ phục ở chân của lão tử phía dưới. Nam Cung Tiêu Tiêu 10 điểm bá khí nói. Ân, quan tiểu thất trịnh trọng gật đầu. Tiểu thất, những năm này vất vả ngươi. Tiêu Phàm vỗ vỗ quan tiểu thất bả vai, tiểu kim sự tình, căn bản không thể trách cứ hắn. Quan tiểu thất có thể ở ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, từ lúc trước thiên thần cảnh, đạt đến bây giờ đại đế cảnh, hắn trả ra đại giới, nếm qua khổ, khẳng định cũng là không ít. Tiểu thất, để hoang bằng tiền bối mang bọn ta đi hắn chúng độc chỗ đó. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp xếp bằng ở thiên cổ hoang bằng trên lưng, bắt đầu tu luyện. Trước đó một trận chiến, chết ở trên tay hắn đại đế cảnh cũng nhiều đạt gần 200 người, trong tay mệnh thạch tự nhiên có không ít. Hắn hiện tại phải làm, chính là tiếp tục dùng khí số rèn luyện thân thể, dung luyện càng nhiều khí số, sớm làm đột phá đại đế cảnh trung kỳ. Tiêu Phàm tâm thần chìm vào thể nội, rơi vào bạch sắc thạch đầu phía trên, nói, hiện tại ta cần khí số đột phá, ngươi không muốn thôn vệ những cái này khí số. Tiêu Phàm biết rõ. Bạch sắc thạch đầu là có thể nghe hiểu được hắn. Nếu là bình thường, bạch sắc thạch đầu thôn vệ mệnh thạch bên trong khí số hắn cũng không quan tâm, nhưng là bây giờ, hắn cần những cái này khí số đến đột phá. Tiêu Phàm thô sơ giản lược đoán chừng một chút, 200 miếng mệnh thạch bên trong khí số, đã đầy đủ nhường hắn đột phá đại đế cảnh trung kỳ. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền tiến vào trạng thái nhập định, chiến hoàng thiên. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng quan tiểu thất cũng đồng dạng không muốn lãng phí thời gian, bắt đầu tu luyện. Dù sao có thiên cổ hoang bằng dẫn đường, cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, phóng nhãn nhân tộc thí luyện cổ lộ, đại đế cảnh đỉnh phong đã là chiến lực mạnh nhất. Trừ phi gặp gỡ Tiêu Phàm loại này có thể vọt giai chiến đấu biến thái, muốn ứng phó thiên cổ hoang bằng, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Thời gian chậm rãi xói mòn, nửa tháng. Tiêu Phàm dòng dã luyện hóa 40 miếng mệnh thạch bên trong khí số, thu thập vô chủ khí số nhiều đến 60 nguyên. Tăng thêm phía trước 62 nguyên khí số, bây giờ nhục thể của hắn, đã dòng dã dung luyện 122 nguyên khí số. Tiêu Phàm nhục thân, cũng rốt cục đạt đến cực hạn, có thể gánh chịu lấy thể nội thế giới mở rộng. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, thể nội thế giới đang nhanh chóng mở rộng, hỗn độn chi khí không ngừng mãnh liệt gào thét. À đột nhiên, Tiêu Phàm kinh nghi một tiếng, nhưng hắn kinh ngạc là, trong cơ thể của hắn thế giới, vậy mà lại xuất hiện viên thứ hai tinh thần. Viên thứ hai tinh thần từ vẩn đục trạng thái, chậm rãi trở nên sinh cơ bừng bừng lên. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc, tu la truyền thừa bên trong thế nhưng là rõ ràng ghi lại, đại đế cảnh thể nội thế giới, chính là tinh thần thế giới, cũng chỉ có một cái tinh thần thế giới. Hơn nữa, cái này tinh thần thế giới. Cùng trong thiên địa tinh thần thế giới là tương liên. Một khi tu sĩ tử vong, cái này tinh thần thế giới liền sẽ dung nhập ngoại giới trong thiên địa. Nhưng mà, Tiêu Phàm thế giới lại hoàn toàn khác biệt, hắn không chỉ có nắm giữ một cái tinh thần thế giới, còn có thể sinh ra cái thứ hai. Âm âm thanh âm ở Tiêu Phàm thể nội thế giới bên trong vang lên, một bộ khai thiên tích địa, vũ trụ biến hóa cảnh. Ở Tiêu Phàm kinh hãi nhìn soi mói. Đột nhiên thứ ba khỏa tinh thần chán phóng rực rỡ quang mang, bắt đầu không ngừng phát triển. Ngay sau đó, viên thứ tư, viên thứ năm. Sau nửa ngày, mới tăng thêm tinh thần thế giới nhiều đến 9 khỏa, hơn nữa mỗi một viên đều vây quanh viên thứ nhất đản sinh tinh thần thế giới xoay tròn. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, hắn không khỏi nghĩ tới kiếp trước một ít chuyện. Không thể nào, Tiêu Phàm đột nhiên con người bỗng nhiên co rụt lại. Run giọng nói, cái này chẳng lẽ chuẩn bị trưởng thành một cái tinh hệ. Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn mình thế giới bên trong tất cả, thật lâu thất thần. Trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước mấy đại hành tinh, tất cả đều vây quanh hành tinh xoay tròn, một màn trước mắt, đó là biết bao tương tự. Chỉ bất quá, hắn đản sinh viên thứ nhất tinh, cũng không phải là hành tinh, mà là có thể làm cho sinh linh tồn tại tinh thần mà thôi. Cái này không phải của ta cực hạn. Theo thần lực đột phá, đản sinh tinh thần thế giới khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Hắn bây giờ nhục thân, đã đầy đủ gánh chịu cái này 10 cái tinh thần thế giới. Hiện tại phải làm, chính là thừa thế xông lên đột phá đại đế cảnh trung kỳ. Nếu để cho người khác biết, Tiêu Phàm nửa tháng trước mới qua đại đế kiếp,
nửa tháng sau liền muốn đột phá đại đế cảnh trung kỳ, nhất định sẽ cho rằng đây là ý nghĩ điên cuồng. Nhưng Tiêu Phàm chính là điên cuồng như vậy, thân thể cường độ đủ để gánh chịu thế giới chi lực mở rộng, cũng đủ làm cho hắn đột phá đại đế cảnh trung kỳ. Hắn hiện tại thiếu sót là cổ thuật cổ pháp mà thôi, bất quá Tiêu Phàm cũng không lo lắng, tu la truyền thừa bên trong cổ thuật cũng không ít, chỉ là tu luyện tu la cửu biến về sau, một dạng cổ thuật cùng cổ pháp căn bản không vào mắt của hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tâm thần chìm vào thế giới bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thế giới khuếch trương lập tức tăng nhanh tốc độ, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, giống hệt một mảnh khai thiên tích địa cảnh. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm nhục thân thừa nhận một cỗ áp lực cực lớn, một trận xương cốt phá toái thanh âm vang lên, lấy hắn làm trung tâm nhấc lên một cỗ năng lượng cuồng bạo gió lốc. Cái này động tĩnh khổng lồ, đánh thức tu luyện Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người vội vàng tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Ngay sau đó, thiên cổ hoang bằng thân thể khỏe mạnh tựa như không bị khống chế đồng dạng, hướng thẳng đến phía dưới sơn mạch lao xuống đi, đồng thời phát sinh một tiếng kêu thê lương. Chuyện gì xảy ra, Nam Cung Tiêu Tiêu không biết vì sao, sắc mặt hơi đổi một chút. Không thể xuống dưới, phía dưới có cấm chế. Chiến Hoàng Thiên hét lớn, hắn dư quang thoáng nhìn, vừa mới bắt gặp phía dưới sơn cốc bên trong hiện lên một vệt sáng, một cỗ huyền diệu năng lượng ba động truyền đến. Mọi người nhanh nhảy đi xuống, thân thể của ta không bị khống chế. Thái cổ hoang bằng kêu to, giờ phút này hắn cảm giác vô số thế giới chân áp tại trên lưng mình. Ngay cả thở đều có chút gian nan. Quan Tiểu Thất, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chiến Hoàng Thiên cũng không do dự, vội vàng rời đi thiên cổ hoang bằng phía sau lưng. Thiên cổ hoang bằng càng là ở hư không nhất chuyển, đem Tiêu Phàm thân thể văng ra ngoài, ngay sau đó giang hai cánh ra, chuẩn bị hướng về phía trên bay đi. Răng rác, đột nhiên, một tiếng vang giòn, thiên cổ hoang bằng một đôi cánh trực tiếp nổ tung, máu tươi vẩy ra, thân thể không nhận sai sử. Bỗng nhiên rơi vào sơn mạch bên trong. Nam Cung Tiêu Tiêu ba người cũng chẳng tốt đẹp gì, bởi vì to lớn quán tính, ba người cũng bị hung hăng quăng vào sơn lâm bên trong, nặng nề nện ở sơn mạch phía trên, vang lên vô số bụi bặm. Toái thạch vẩy ra, ngọn núi sụp đổ, toàn bộ sơn mạch bụi bặm cuồn cuộn, hù dọa một chút dã thú. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Tiêu Tiêu vẻ mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía. Chiến Hoàng Thiên cùng Quan Tiểu Thất cũng rơi vào hắn cách đó không xa, trên người dính đầy lấy máu tươi. Hình như là điện chủ lại đột phá. Chiến Hoàng Thiên cười khổ nói. Vừa mới bị quật bay một sát na kia, Chiến Hoàng Thiên cảm nhận được Tiêu Phàm trên người tản ra một cỗ đại đế cảnh trung kỳ đặc hữu khí thế, đây tuyệt đối là đột phá đại đế cảnh trung kỳ dấu hiệu. Tam ca vừa mới vượt qua đại đế kiếp, hiện tại lại sắp đột phá rồi. Quan Tiểu Thất hít một hơi lạnh. Mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Không muốn cùng lão tam tên biến thái này tương đối. Nam Cung Tiêu Tiêu hết sức trịnh trọng nói. Quan Tiểu Thất cùng Chiến Hoàng Thiên hai người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Tiêu Phàm cái này yêu nghiệt, xác thực không cách nào so sánh được. Cùng hắn so cảnh giới A, coi như người cảnh giới so với hắn đột phá nhanh, có thể thực lực chưa chắc có hắn mạnh. Cùng hắn so thực lực A, dù là chênh lệch một hai cái tiểu cảnh giới. Tiêu Phàm cũng có thể cùng bọn hắn một trận chiến, đối bọn hắn mà nói, cũng là một loại đả kích cực lớn. Cho nên, Nam Cung Tiêu Tiêu đã sớm biết, bản thân với ai so cũng không có vấn đề gì, nhưng là tuyệt đối không thể cùng Tiêu Phàm so. Đúng rồi, Tam ca đây. Quan Tiểu Thất lấy lại tinh thần, lại là không thấy được Tiêu Phàm bóng dáng, bọn họ chỉ biết là Tiêu Phàm bị thiên cổ hoang bằng hất ra. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nơi này phải có thượng cổ cấm chế. Nhìn thấy Quan Tiểu Thất chuẩn bị đạp không mà lên, Chiến Hoàng Thiên liền vội vàng kéo hắn nói. Không sai, chúng ta trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chờ lão tam đột phá đại đế cảnh trung kỳ, nhất định sẽ tạo thành động tĩnh rất lớn, đến lúc đó chúng ta lại đi tìm hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng đồng ý nói. Không thể không nói, Nam Cung Tiêu Tiêu ý nghĩ này là chính xác, chỉ cần Tiêu Phàm đột phá đại đế cảnh trung kỳ. Bọn họ liền có thể tùy tiện cảm ứng được Tiêu Phàm phương hướng. Bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm lại là xếp bằng ở một trong sơn động, không, chuẩn xác mà nói, là đập ra một cái sơn động, thân thể của hắn liền nằm ở đó trong phế tích. Cho dù là to lớn va chạm lực lượng, cũng không thể bừng tỉnh Tiêu Phàm. Tiêu Phàm toàn tâm thần đầu nhập vào 10 cái tiểu thế giới mở rộng bên trong,
Hơn nữa, nhục thể của hắn cũng đang chịu đựng 10 cái thế giới nghiền ép. Mặc dù hắn luyện hóa hơn 120 nguyên khí số, nhục thân đã đạt đến đáng sợ cấp độ, thậm chí so đại bộ phận đại đế cảnh mệnh thạch còn cứng rắn hơn. Nhưng là, hiện tại hắn gánh chịu thế nhưng là 10 cái tiểu thế giới, dù là chân chính mệnh thạch, cũng có thể bị ép thành bột mịn. Quá trình này, rất thống khổ, không thành công, tiện thành nhân. Tiêu Phàm ngoại thân, đã chậm rãi tràn ra từng tia máu tươi, nhưng hắn vẫn một mực đang nghiến răng nghiến lợi kiên trì, hết mấy chỗ xương cốt đã bị nghiền nát, đâm vào trong cơ thể. Loại thống khổ này, cho dù là Tiêu Phàm, cũng khó có thể chịu đựng. Tu luyện quả nhiên không hổ là nghịch thiên mà đi, loại này tội không phải người bình thường có thể thụ. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng. Người khác có mệnh thạch đến tiếp nhận thế giới chi lực, có lẽ căn bản cũng không cần đau đớn như vậy, nhưng hắn lại chỉ có thể sử dụng nhục thân kiên trì. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, về sau đột phá cũng đồng dạng sẽ như thế, hơn nữa sẽ thống khổ hơn. Sau một ngày, Tiêu Phàm thể nội 10 cái thế giới rốt cục đình chỉ mở rộng, ổn định lại. Tiêu Phàm không biết, cái này thời gian một ngày, mình là làm sao kiên trì nổi. Nhưng là bây giờ, cuối cùng vẫn là thành công. Ngang giống Tiêu Phàm thể nội, truyền ra một trận tiếng long ngâm hổ khiếu, đây là kinh mạch đại khuếch trương kết quả. Vô tấn chiến điển cũng tự hành vận chuyển, kinh mạch giống như mênh mông biển cả đồng dạng, khơi dậy ngàn vạn tầng sóng. Tiêu Phàm sắc mặt hơi trắng bệch, vội vàng lấy ra một bình tiên quỳnh ngọc lộ tương chút vào trong miệng, cũng chỉ có hắn sẽ như thế xa xỉ, dùng bậc này thần dịch đến chữa thương. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm sắc mặt rốt cục khôi phục hồng nhuận phơn phớt, vô tấn chiến điển vận chuyển mấy chu thiên xuống tới, trên mặt hắn rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Đại đế cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí. Cảm thụ được sức mạnh của bản thân, Tiêu Phàm cảm thấy, bản thân so đại đế cảnh tiền kỳ cường đại không chỉ gấp 10 lần, cho dù là đại đế cảnh đỉnh phong, hắn cũng có thể chính diện oanh sát. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, bất quá, về sau muốn đột phá đại đế cảnh hậu kỳ, nhất định phải đem nhục thân tu luyện tới chân chính cực hạn mới được, một lần này vẫn là kém một chút liền xảy ra vấn đề. Đột phá đại đế cảnh trung kỳ, để Tiêu Phàm có loại vô địch thiên hạ cảm giác. Dù là ỷ vào nhục thân chiến đấu, hắn cũng có thể tay xé một dạng đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ, bình thường đại đế cảnh đỉnh phong, cũng dám một địch. Tiêu Phàm cường đại như thế cũng là có nguyên nhân, người bình thường đột phá đại đế cảnh trung kỳ, chỉ cần mệnh thạch dung luyện 10 nguyên khí số mà thôi, có thể Tiêu Phàm nhục thân, lại dòng dã dung luyện hơn 120 nguyên khí số. Giữa hai bên thế nhưng là dòng dã gấp 12 lần chênh lệch, sớm đã vượt qua nào đó một cái cực hạn. Chỉ là Tiêu Phàm cũng 10 điểm buồn rầu, đột phá đại đế cảnh trung kỳ liền hao phí hơn 120 nguyên khí số, dựa theo gấp 10 lần tính toán, bản thân đột phá đại đế cảnh hậu kỳ, sợ là chỉ ít cần 1.200 nguyên khí số. 1.200 nguyên, cái này nhưng là một cái số lượng kinh khủng a, nếu là dung luyện nguyên thạch, đoán chừng làm sao cũng phải hàng trăm hàng ngàn năm. Tốt ở trên người hắn còn có hơn 100 viên mệnh thạch, chỉ là những cái này mệnh thạch bên trong khí số, bạch sắc thạch đầu còn muốn hấp thu 8-9 thành, Tiêu Phàm có thể hấp thu chỉ có đáng thương một thành mà thôi. Bất quá Tiêu Phàm ngược lại không gấp, tài nguyên chắc là sẽ không bản thân từ trên trời giáng xuống, nhất định phải hai tay của mình khứ bính đọ sức. Hắn nhưng là thiên đố chi nhân, nhất định thế gian đều là địch, ở đâu cũng là kéo cừu hận tồn tại, căn bản không cần sầu không người đến khiêu khích bản thân. Chỉ cần có người khiêu khích, liền sẽ có liên tục không ngừng khí số. Bây giờ, chỉ cần không gặp những cái kia đại đế cảnh đỉnh phong biến thái, sức tự vệ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì, bất quá trước đó, vẫn là muốn tu luyện mấy loại cổ pháp cùng cổ thuật mới được. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, cổ thuật cùng cổ pháp, mặc dù cũng là công pháp, nhưng cũng là vượt qua kỹ thuật đánh nhau tồn tại, tùy ý một đòn, liền ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu, loại này lực lượng không kém gì thế giới chi lực công kích. Cổ thuật, bình thường đều là thể thuật, thích hợp thể tu, có thể làm cho thân thể uy lực phát huy đến cực lớn, tu la cửu biến chính là một loại cổ thuật. Mà cổ pháp, thì là thần tu công pháp tu luyện, cường đại cổ pháp. Nhất niệm có thể nát sơn hà, một ý có thể băng thiên, uy lực tuyệt luân. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tâm thần lần nữa chìm vào tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm,
cổ thuật hắn bây giờ mặc dù tu luyện tu la cửu biến, nhưng đây là tu la tộc đặc thù cổ thuật. Một khi thi triển, sẽ bị bại lộ thân phận. Cho nên, Tiêu Phàm hay là chuẩn bị tu luyện một loại mặt khác cổ thuật, để phòng bất trắc. Dù sao, lúc trước hắn giết chết những cái kia đại đế cảnh tu sĩ, cũng chỉ là thông thường đại đế mà thôi, căn bản không có nhân tu luyện cổ thuật cùng cổ pháp. Về phần cổ pháp, Tiêu Phàm thân làm thần tu, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tìm tới phù hợp bản thân cổ pháp. Nếu như chỉ là thông thường cổ thuật cùng cổ pháp, Tiêu Phàm tình nguyện không học, tạp mà không tinh, còn không bằng nhục thân của mình lực lượng. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cuộc tìm được một loại cổ thuật cùng một loại cổ pháp. Đồ ma tam ấn, Tiêu Phàm lẩm bẩm tìm được cổ thuật danh tự, không khỏi nhíu mày. Cũng khó trách hắn kinh ngạc, đồ ma tam ấn, mặc dù nói là đồ ma, nhưng chân chính tu luyện ba đạo thủ ấn, cũng là lấy ma sát ma. Nói cách khác, nhất định phải tu luyện ra ma khí, mới có thể tu luyện cái này đồ ma tam ấn. Nhưng tu luyện ra ma khí, đối với phần lớn người mà nói, không phải liền là để cho mình ma hóa sao? Bản thân đều trở thành ma, làm sao tới giết ma? Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, người khác có lẽ không tu luyện được cái này đồ ma tam ấn, nhưng đối với hắn mà nói, hẳn là cũng không phải là rất khó, bởi vì hắn thể nội liền ẩn chứa ngập trời ma khí. Không, chuẩn xác mà nói, là tu la ma ảnh, mới thật sự là ma đầu. Giao cho linh hồn phân thân đi diễn hóa a. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, lấy thiên phú của hắn, một dạng công pháp rất nhanh liền có thể học được. Đồ ma tam ấn mặc dù khó một điểm, nhưng hẳn là cũng không được bao lâu thời gian, chỉ ít tu luyện đệ nhất ấn diệt ma ấn nghĩ đến không phải chuyện quá khó khăn. Lúc này, Tiêu Phàm tâm thần lần nữa đắm chìm trong một bộ cổ pháp bên trong, bộ này cổ pháp, Tiêu Phàm thấy liếc mắt liền quyết định muốn tu luyện. Hảo một cái 3000 thế giới, tu luyện tới cực hạn, cho dù là thánh đế, cũng chưa hẳn là đối thủ. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Cổ pháp 3000 thế giới, tổng cộng chia làm 4 cái giai đoạn, cũng chính là tứ trọng, đệ nhất trọng tiểu thiên thế giới, ý niệm tầm đó, có thể điều khiển một cái tiểu thế giới. Mà loại thứ hai trung thiên thế giới, là có thể điều khiển 1000 cái tiểu thiên thế giới, uy lực tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Mặc dù không nhất định là đệ nhất trọng 1000 lần, nhưng gấp mấy trăm lần vẫn phải có. Đệ tam trọng đại thiên thế giới, thì là ẩn chứa 1000 cái trung thiên thế giới, ở giữa chênh lệch, so với đệ nhị trọng cùng đệ nhất trọng ở giữa chênh lệch càng lớn. Về phần đệ tứ trọng, thì là 3000 đại thiên thế giới, cũng nói là tu la thế giới, hoặc là tu la 3000 thế giới, đây cũng là cổ pháp 3000 thế giới cực hạn. Tu la thế giới vừa ra, hủy thiên diệt địa chính là nhất niệm thế gian, dù là thánh đế cường giả, cũng ngăn không được hắn một đòn. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm vô cùng rõ ràng, cho dù hắn thiên phú kinh người, nhưng nếu muốn đem cổ pháp 3000 thế giới tu luyện tới cực hạn, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn tình, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới một lần là xong, càng là khó có thể tu luyện công pháp, uy lực lại càng cường đại. Đây là Tiêu Phàm tu luyện tới bây giờ tổng kết một đầu quy luật. Vô tấn chiến điển, vô trần bí điển liền là ví dụ rất tốt, Tiêu Phàm một mực lĩnh hội, nhưng cảm giác vĩnh viễn lĩnh ngộ không được thấu đồng dạng, càng là lĩnh ngộ, liền phát hiện hắn càng huyền diệu. Linh hồn bản thể chính đang luyện hóa thời không thiên châu, liền từ ta và linh hồn phân thân đến lĩnh ngộ 3000 thế giới a. Tiêu Phàm thở sâu. Nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm đã rất ít nghiêm túc tu luyện một loại công pháp. Bởi vì đại bộ phận công pháp, hắn đều là xem xét liền sẽ, cho nên tu luyện tới bây giờ, hắn bản thân liền lĩnh ngộ không ít tâm tư công pháp và chiến kỹ. Bất quá Tiêu Phàm vẫn là khinh thường cổ pháp 3000 thế giới huyền diệu, hoa một tháng thời gian, đều vẫn như cũ chỉ là mò tới ngưỡng cửa. Ngược lại là thời không thiên châu, rốt cục thành công luyện hóa 3 thành, đây đối với Tiêu Phàm mà nói là niềm vui ngoài ý muốn. Lấy hắn thực lực hôm nay. Nếu là toàn lực điều khiển thời không thiên châu, dù là đại đế cảnh đỉnh phong, cũng đồng dạng đến phi hôi yên diệt. Được rồi, để linh hồn bản thể lĩnh ngộ cổ pháp 3000 thế giới, hoang bằng bay lâu như vậy, hẳn là cũng kém không nhiều đến. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cảnh sắc chung quanh lúc, lại là ngốc trệ tại nguyên chỗ.
ta không phải ở thiên cổ hoang bằng trên lưng sao? Làm sao xuất hiện ở đây? Tiêu Phàm không khỏi buồn bực, nhỏ giọng thầm thì nói. Cũng khó trách hắn kinh ngạc, bản thân làm sao đột nhiên tiến vào trong sơn động đây. Để cho hắn buồn bực là, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất cùng Chiến Hoàng Thiên đều không thấy bóng dáng, chẳng lẽ mình trong lúc tu luyện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Lão Tam, người rốt cục tỉnh, đột nhiên, cách đó không xa cổ thụ bên trên truyền đến một đạo 10 điểm buồn bực thanh âm. Tiêu Phàm đứng dậy, xông ra phế tích, lại là nhìn thấy cổ thụ ngồi lấy 3 bóng người, trừ bỏ Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ còn có thể là ai? Lão nhị, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi. Nam Cung Tiêu Tiêu 3 người nghe vậy, khóe miệng có chút co lại. Chúng ta làm sao đến nơi này? Còn không phải là bởi vì ngươi. Đương nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ tự nhiên là sẽ không nói ra, Tiêu Phàm nhìn thấy sắc mặt của bọn hắn, cũng đại khái đoán được cái gì. Tiêu Phàm xấu hổ cười một tiếng, ngay sau đó vỗ trán một cái nói, không có ý tứ, ta quên đột phá thời điểm, đều sẽ xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Chỉ là hơi ngoài ý muốn sao? Nam Cung Tiêu Tiêu 3 người 10 điểm im lặng. Khó trách 3 người lộ ra vẻ mặt như thế, bởi vì Tiêu Phàm đột phá, bọn họ rơi vào dãy núi này, bị vây ở chỗ này hơn 1 tháng, nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thể rời đi. Nếu như không thể rời bỏ dãy núi này, về sau đây chính là một mực bị vây ở chỗ này, dù sao, cái này thánh linh táng thổ cấm chế rất bá đạo, cũng rất cường đại. 3 người bọn họ hết sức sốt ruột, có thể Tiêu Phàm ngược lại tốt, vậy mà như không có chuyện gì xảy ra tu luyện. Tiêu Phàm cũng xác thực quên, bản thân đột phá thời điểm, nhục thân cần gánh chịu thế giới lực lượng, lúc ấy hắn ngồi ở thiên cổ hoang bằng trên lưng, cho nên tất cả lực lượng đều rơi vào thiên cổ hoang bằng trên thân. Đây chính là 10 cái thế giới niên áp chi lực A, cho dù thiên cổ hoang bằng là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, vậy cũng căn bản chịu không được. Nếu như không đem Tiêu Phàm bỏ rơi đi, nó không phải bị Tiêu Phàm đập chết không thể. Nếu là đường đường đại đế cảnh đỉnh phong, thần thú bảng xếp hạng 92 thần thú, bị một người đập chết, kia liền là chuyện cười lớn. Thiên cổ hoang bằng đây, Tiêu Phàm là thật không biết xảy ra chuyện gì, đành phải nhìn về phía 3 người nói. Tam ca, là như vậy, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vẫn là xấu hổ Quan Tiểu Thất trước tiên mở miệng, đem lúc trước phát sinh sự tình giải thích một lần. Tiêu Phàm sắc mặt đỏ lên, lộ ra ngượng ngùng thần sắc, hắn làm sao không biết, bản thân mấy người bị vây ở chỗ này, hoàn toàn đều là bởi vì kiệt tác của hắn. Hiện tại chúng ta bị vây ở cái này sơn mạch bên trong, trong thời gian ngắn đoán chừng khó có thể rời đi. Quan Tiểu Thất sa sút tinh thần nghiêm mặt nói. Ta xem một chút, Tiêu Phàm đã hoàn toàn minh bạch chuyện đã xảy ra, hắn thân làm thần điêu sư, cũng là trận pháp sư. Một dạng cấm chế ngược lại là không làm gì được hắn, cho nên hắn cũng không lo lắng. Coi như cấm chế thời gian ngắn khó có thể phá giải, nhưng Tiêu Phàm tin tưởng, tối đa cũng là hơn tốn một chút thời gian mà thôi, lấy hắn tạo nghệ, phá giải những cái này cổ lão cấm chế cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Nhưng mà, Tiêu Phàm nhìn hồi lâu, cũng vẫn không có nhìn ra một manh mối gì. Lão Tam, thế nào, lấy ngươi trận pháp tạo nghệ, hẳn là có thể phá mở a? Nam Cung Tiêu Tiêu vẻ mặt mong đợi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt không khỏi mặt mo đỏ ửng, sờ lên đầu nói, cho ta một chút thời gian, phá mở không khó lắm. Kỳ thật, Tiêu Phàm nội tâm cũng là hơi kinh ngạc, thậm chí mừng rỡ, phải biết, từng ấy năm tới nay như vậy, có thể làm cho hắn không cách nào phá vỡ trận pháp, thế nhưng là rất ít. Bây giờ nhìn thấy bậc này thượng cổ cấm chế, vừa vặn có thể nghiên cứu một phen, thuận tiện so sánh vô trần bí điển. Có lẽ có thể để cho mình ở trên trận pháp tạo nghệ đạt tới một cái cấp độ mới tinh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm linh hồn chi lực lặng yên không tiếng động phóng thích mà ra, trong dãy núi mọi thứ đều rõ ràng in vào trong đầu của hắn, bao quát cái nào vô hình cấm chế. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người không có quấy rầy, nếu như Tiêu Phàm không cách nào phá vỡ cấm chế mà nói, bọn họ khẳng định cũng là không làm được, chỉ cần yên lặng chờ Tiêu Phàm liền có thể. Huống chi mảnh sơn cốc này cũng không cái gì nguy hiểm, mà thần linh chi khí ngược lại là cực kỳ nồng đậm, chính là tu luyện nơi tốt. A, à, đột nhiên, Tiêu Phàm trong lòng khẽ di một tiếng, nhưng hắn kinh ngạc là, trong đầu vậy mà toát ra nguyên một đám phù văn cổ xưa, lấp lóe lấy kim sắc quang mang.
Những phù văn này từ lúc trước lấy được vô trần bí điển thời điểm liền in vào trong đầu hắn, chỉ là vẫn giấu kín ở hắn linh hồn chỗ sâu, bây giờ tựa như nhận lấy cảm ứng nào đó mới tự hành xuất hiện. Hơn nữa, lấy Tiêu Phàm bây giờ cảnh giới, muốn cố ý bắt những phù văn kia, nhưng căn bản bắt không đến, cảm giác hư vô phiêu miểu. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, trong nháy mắt hấp dẫn Tiêu Phàm lòng hiếu kỳ, tinh thần của hắn nhìn chằm chằm những cổ xưa kia phù văn, sợ bỏ qua cái gì. Tiêu Phàm có thể rõ ràng bắt được, những phù văn này tựa như ở dọc theo một loại nào đó thần bí quỹ tích vận chuyển, hắn phải làm, chính là đem những cái này quỹ tích in dấu xuống đến, hồi đầu lại hảo hảo lĩnh hội, nhất định sẽ có thu hoạch không nhỏ. Chiến Hoàng Thiên nói không sai, cái này thánh linh táng thổ cấm chế, xác thực đến từ vô trần thiên cung, những phù văn này, ở vô trần bí điển bên trong đều có ghi chép. Tiêu Phàm thầm kinh hãi nói, những năm này đến nay, hắn mặc dù chú trọng lấy tu vi, nhưng ở thần văn bên trên lĩnh ngộ cũng vẫn không có buông lỏng, giao cho mấy cỗ linh hồn phân thân ở lĩnh hội. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có thu hoạch quá lớn, một mực dừng lại ở vương cấp thần điêu sư, không cách nào bước vào cao hơn đế giai thần điêu sư. Bây giờ, hắn rốt cục thấy được hy vọng, cái này khiến hắn làm sao không kích động đây. Phải biết, nếu như chỉ dựa vào thần văn tạo nghệ mà nói, hắn nhưng là liền bắc thần tinh hồn cũng không sánh nổi a. Nếu như tương lai gặp gỡ phong thiên nhất tộc cường đại hơn thần điêu sư hoặc là trận pháp sư, hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng không gấp phá giải nơi này phong ấn, ngược lại đắm chìm trong thần văn thuật lĩnh ngộ. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm trong đầu những cổ xưa kia phù văn càng ngày càng sáng chói, quỹ tích vận hành cũng càng ngày càng rõ ràng, bản thân đối với thần văn lý giải tựa như đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích một dạng. Nguyên lai, những cái này phù văn cổ xưa, chính là bổn nguyên nhất thế giới đường vân. Tu vi cùng thần văn cũng không phải là không có chút nào liên hệ, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Tiêu Phàm mãnh kinh, hiểu thông suốt cái gì? Lĩnh ngộ những cái này phù văn cổ xưa, Tiêu Phàm ở thế giới chi lực phương diện, càng ngày càng thấu triệt, đồng thời lĩnh ngộ thế giới chi lực, đối với lĩnh ngộ những cái này phù văn cổ xưa, cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Giữa hai bên, cũng không phải là không có chút nào liên hệ, chỉ là hắn Tiêu Phàm vẫn không có phát hiện mà thôi. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm liền tiến vào một loại kỳ lạ trong trạng thái, quanh người hắn hiện lên vô số phù văn cùng đường vân, tản ra ánh sáng óng ánh huy. Đồng thời, thể nội thế giới càng là nhanh chóng khuếch trương, 10 khỏa tinh thần thế giới làm lớn ra mấy thành có thừa, hơn nữa khuếch trương tốc độ vẫn không có giảm bớt. Để Tiêu Phàm càng kinh ngạc là, thế giới hỗn độn khu vực, lại xuất hiện mấy khỏa ánh sáng, chính đang chậm rãi thành hình, trở thành tinh thần thế giới. Quả nhiên như ta suy nghĩ, làm Tiêu Phàm thức tỉnh thời khắc, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Người khác cũng là một cái thế giới trưởng thành, mà hắn lại là vô số tinh thần thế giới không ngừng bình thường, ai mạnh ai yếu hắn không biết, nhưng hắn biết rõ, tinh thần thế giới càng nhiều. Có thể điều động lực lượng khẳng định cũng càng thêm cường đại. Bất quá rất nhanh, Tiêu Phàm lại ý thức được một vấn đề khác, mình muốn gánh chịu càng nhiều tinh thần thế giới, thì cần muốn luyện hóa càng nhiều khí số, nếu không nhục thân căn bản gánh chịu không được đông đảo tinh thần thế giới lực lượng. Xem ra, còn phải không ngừng luyện hóa khí số, để nhục thân trở nên mạnh hơn mới được. Tiêu Phàm trong mắt hiện lên một sợi tinh quang, nói, bất quá việc cấp bách, vẫn là ly khai phiến khu vực này lại nói. Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo thần mang, xuyên thủng mảnh này thiên khung, tất cả cấm chế tất cả đều rõ ràng in vào trong con ngươi của hắn. Ngay sau đó, Tiêu Phàm đánh ra từng đạo thủ ấn, hóa thành đầy trời huyền diệu thần văn, hướng về không trung bay đi. Ba một tiếng vang nhỏ, tựa như bong bóng phá mở đồng dạng, hư không nổi lên từng đạo gợn sóng, không ngừng tuôn hướng bốn phương tám hướng, thật giống như một hình ảnh chính đang chậm rãi hòa tan. Phá mở, lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn không trung. Nguyên bản bọn họ đối với Tiêu Phàm đã không ôm bao nhiêu hy vọng, không nghĩ tới Tiêu Phàm thực phá mở. Còn không đi, thất thần làm gì? Tiêu Phàm thanh âm từ trên cao truyền đến, nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu ba người còn ngốc trệ tại nguyên chỗ, không khỏi quát khẽ. Mấy người lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo Tiêu Phàm bước chân. Xuất hiện ở đám mây phía dưới. Từ trên cao quan sát phía dưới,
mấy người kinh ngạc phát hiện, phía dưới sơn mạch, cùng bọn hắn bản thân trải qua có chỗ khác biệt, trong cấm chế tựa như một cái thế giới khác. 3 tháng đi qua, không biết Hoang Bằng thế nào. Quan Tiểu Thất ánh mắt quét mắt tứ phương, tìm kiếm lấy Hoang Bằng thân hình, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tung tích. Bọn họ bị vây ở trong cấm chế hơn 3 tháng thời gian, thiên cổ Hoang Bằng cũng không khả năng đần độn ở chỗ này chờ. Cái kia Hoang Bằng sẽ không cũng mệt ở trong cấm chế a? Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng nói. Lúc ấy bọn họ từ thiên cổ Hoang Bằng trên lưng ngã xuống, thế nhưng nhìn thấy thiên cổ Hoang Bằng nhập vào một ngọn núi bên trong, nó cũng không phải trận pháp sư, bị vây ở trong cấm chế cũng có khả năng rất lớn. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ chân trời truyền đến, tựa như kinh lôi đồng dạng, liên miên bất tuyệt, lờ mờ có thể nhìn thấy từng đạo chớp lóe đang không ngừng lấp lóe. Có người ở giao chiến, Chiến Hoàng Thiên lông mày hơi nhíu. Đi, trước đi qua nhìn một chút, Tiêu Phàm gật gật đầu, nói, Hoang Bằng nếu là bị vây ở dãy núi này mà nói, hồi đầu lại tới cứu nó. 4 người nhìn nhau, liền hướng lấy nguồn thanh âm vị trí nhìn tới, thời gian uống cạn nửa chén trà, một trận năng lượng cuồng bạo chấn động đập vào mặt, 4 người ngừng thân hình, ngắm nhìn nơi xa vòng xoáy năng lượng trung tâm. Vòng xoáy bên trong, bị đầy trời hư vô loạn lưu bổ sung, lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy từng đạo hư ảnh ở trong đó xuyên toa, bắt không đến chân hình. Bất quá, ánh mắt của bọn hắn lại là không hẹn mà cùng rơi vào một chiếc thần chu phía trên, thần chu phía trước bong thuyền, đứng đấy một đen một vàng 2 bóng người. 2 người bọc lấy kim sắc cùng trường bào màu đen, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá 2 người lại cho người ta một loại rất cảm giác quỷ dị. Kim bào người tản ra một loại cuồng bạo khí tức, cho người ta một loại cực kỳ nóng nảy cảm giác, giống như một đoàn cuồng nhiệt hỏa. Mà áo bào đen người lại là lộ ra một loại cực kỳ âm trầm khí thế, liền chung quanh hư không đều rất giống bị trên người tán phát hàn khí đống kết, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ở 2 người hậu phương, còn đứng 10 mấy bóng người, từng cái cũng là đại đế cảnh trung kỳ trở lên tu vi, những người này, thực lực cực kỳ bá đạo, cường hoành. Là bọn hắn, nhìn thấy 2 người thời khắc, Quan Tiểu Thất đột nhiên con người bỗng nhiên co rụt lại, sau đó trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, kinh khủng sát ý từ trên người hắn quét sạch mà ra, sao? Sát ý lạnh như băng, cũng hấp dẫn nơi xa thần chu phía trên tu sĩ chú ý, 4 bóng người rời đi thần chu, hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí bay vụt mà đến. Tiểu Ngũ, thế nào? Tiêu Phàm cảm nhận được Quan Tiểu Thất trên người sát ý lạnh như băng, lập tức nhíu mày. Quan Tiểu Thất thân mang xích tử chi tâm, bình thường đối với người đều hết sức nhiệt tình, dù là đạt tới bây giờ đại đế cảnh thực lực, hắn chưa bao giờ chủ động giết lung tung qua ai. Nhưng hiện tại, Quan Tiểu Thất trên người sát ý lại là như thế băng lãnh, sát tâm như thế kiên quyết, có thể nghĩ hắn là cỡ nào hận những người kia. Tam ca, chính là bọn họ hại Tiểu Kim. Quan Tiểu Thất gầm nhẹ nói, giống như một đầu tóc cuồng dã thú, đã mất đi lý trí một dạng. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày nhíu lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lãnh quang, những người này ở đây trong mắt của hắn, đã là một đám người chết. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng giống như thế, thiếu chút nữa thì nhịn không được trực tiếp xông đi lên. Đế tử gia tộc, Chiến Hoàng Thiên hơi hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ đế tử gia tộc người. Đoạn thời gian trước Tiêu Phàm mới nghe nói đế tử gia tộc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải. Chiến Hoàng Thiên trong lòng không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, đây cũng quá trùng hợp a. Bất quá Tiêu Phàm lại biết đây không phải trùng hợp, hắn chính là thiên đố chi nhân, thượng thiên cũng không chỉ là lúc độ kiếp nghĩ cho hắn ra nan đề, cho dù bình thường, cũng khắp nơi cho hắn ra nan đề. Liền tựa như mệnh cướp đồng dạng, không phải ngươi chết chính là ta vong. Loại thuyết pháp này cực kỳ mơ hồ, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, là chân chính tồn tại. Tiểu tử, các ngươi là ai? Dám đối với chúng ta động sát ý. 4 bóng người xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt bọn hắn, một người cầm đầu hắc y nhân ở trên cao nhìn xuống, quan sát Tiêu Phàm bọn họ nói. Các ngươi là đế tử gia tộc người. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, ngữ khí rất lạnh. Không sai, người vậy mà biết rõ đế tử gia tộc. Hắc y nhân trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, thân làm đế tử gia tộc người, bọn họ lại là có đầy đủ tư cách tự ngạo. Phốc phốc, nhưng mà Hắc y nhân lời còn chưa dứt, 4 đạo cột máu chính là phóng lên tận trời, trong nháy mắt nhiễm đỏ hư không,
cái kia bốn khỏa đầu trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu là trước kia, bọn họ nếu là tự báo thân phận, ai không phải lộ ra vẻ kính sợ. Nhưng hiện tại, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân bốn người báo ra đế tử gia tộc thân phận về sau, những người này lại còn dám đối bọn hắn động thủ, hoàn toàn vượt quá bất ngờ của bọn họ. Hỗn trướng, cầm đầu hắc y nhân đầu gầm thét, cuồn cuộn sát khí từ trên người hắn bộc phát ra. Chết, lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, lại là chẳng biết lúc nào, bốn đạo huyết sắc quang mang trong nháy mắt xuyên thủng bốn người mi tâm. Đế tử gia tộc bốn người con người chậm rãi khuếch tán, trên mặt lộ ra không thể tin, bọn họ nằm mộng cũng muốn không đến, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo đế tử gia tộc thân phận, nhưng phải tính mạng của bọn hắn. Muốn chết, Tiêu Phàm động tĩnh, trong nháy mắt hấp dẫn thần chu phía trên tu sĩ chú ý, lại là cái kia cầm đầu hắc bào nhân lạnh rên một tiếng, lách mình liền hướng lấy Tiêu Phàm bọn họ lao đến. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem hắc bào nhân, khóe miệng lộ ra một tia hí ngược. Sau đó nâng tay phải lên nhẹ nhàng một nắm, đế tử gia tộc bốn người thi thể tất cả đều nổ tung, hóa thành cuồn cuộn máu tươi phiêu tán trong hư không. Hắc bào nhân một màn này, đều tức bể phổi, tiểu tử này hành vi, nhất định chính là trắng trợn khiêu khích. Tiểu quỷ, bản đế định để cho ngươi tát gân lột ra. Hắc bào nhân triệt để tức giận, quanh thân toát ra hắc khí cuồn cuộn, cả mảnh trời khung đều trở nên hắc ám lên. Tam ca cẩn thận. Nó là hỏa minh nhị lão bên trong minh lão đầu, đoạn thời gian trước đã đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong. Quan tiểu thất vội vàng kêu lên. Lúc trước nghe nói tiểu kim tử vong, quan tiểu thất cũng không có lập tức rời đi, mà là không ngừng tu luyện, cố gắng đột phá đại đế cảnh tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ báo thù. Cho nên, lai lịch của đối phương, hắn sớm đã toàn bộ mò thấy. Hoạt mệnh nhị lão, hôm nay bọn họ sợ là không sống được. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Làm Tiêu Phàm biết rõ những người trước mắt này là đế tử gia tộc một khắc kia trở đi, Tiêu Phàm liền đã động sát tâm, không vì cái gì khác, hắn chỉ muốn thay tiểu kim báo thù. Liền Bắc thần gia tộc, cơ gia cùng cung gia đều đắc tội, hắn cũng không sợ lại nhiều đắc tội một cái gia tộc. Huống hồ, đế tử gia tộc ở phía xa đế trần cổ cương, coi như muốn tìm hắn Tiêu Phàm phiền phức. Cũng không phải bình thường khó khăn, Tiêu Phàm nơi nào sẽ để ở trong lòng. Mặc kệ tiểu kim đến cùng chết hay không, nhưng tiểu kim lúc trước bởi vì đế tử gia tộc người mà thụ không ít tra tấn lại là thực. Giết bốn cái này đế tử gia tộc người, ở Tiêu Phàm xem ra, vẻn vẹn chỉ là phát tiết một chút mà thôi, nếu là có thể diệt cái này hỏa minh nhị lão, đó mới tính chân chính thu hồi một điểm lợi tức. Hắc bào lão giả nghe được lời nói của Tiêu Phàm, càng là vô cùng phẫn nộ. Một cái màu đen móng vuốt hướng về Tiêu Phàm bốn người bọn họ đánh tới. Lão Tam, ta đánh với hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt u lãnh, toàn thân chiến ý tăng vọt, cầm trong tay chiến thiên kích trực tiếp xông đi lên. Tiêu Phàm cũng không ngăn cản, Nam Cung Tiêu Tiêu thế nhưng đã là đại đế cảnh trung kỳ tu vi, lấy hắn thực lực, cho dù không phải cái kia áo bào đen minh lão đầu đối thủ, nhưng nghĩ đến tự vệ hẳn không có bao lớn vấn đề. Mặc dù ở trong mắt Tiêu Phàm, cái này cái gọi là hỏa minh nhị lão đã là hai cỗ thi thể, nhưng ở trở thành thi thể trước đó, cho Nam Cung Tiêu Tiêu luyện tay một chút cũng không tệ. Nho nhỏ đại đế cảnh trung kỳ, cũng dám. Áo bào đen minh lão đầu nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu đánh tới, cực kỳ khinh thường. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, thanh âm của hắn đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy Nam Cung Tiêu Tiêu cầm trong tay chiến thiên kích vọt tới, một kích làm vỡ nát quỷ trảo, toàn thân càng là tản ra vô lượng bạch quang. Giống như một vòng bạch sắc mặt trời. Minh lão đầu quanh thân hắc khí, ở đụng tới cái kia bạch quang thời khắc, càng là trực tiếp tiêu tán ra. Gió lớn thổi qua, vén lên minh lão đầu vành nón, lộ ra một tấm khô gầy mà kinh khủng khuôn mặt, một đôi đỏ thắm con ngươi, mí mắt thành hắc sắc, mắt mặt lại là huyết sắc, tựa như ác quỷ một dạng. Trên mặt của hắn, phủ đầy rậm rạp chằng chịt đường vân, ghê tởm hết sức. Hư vô u hỏa. Minh lão đầu nhe răng trợn mắt, con người băng lãnh đến mấy điểm, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Nam Cung Tiêu Tiêu vậy mà có được dạng này thần hỏa. Không, chuẩn xác mà nói, là đế hỏa, hư vô u hỏa, từ khi đi theo Nam Cung Tiêu Tiêu về sau, đã thành công bước vào đế hỏa cấp độ, uy năng cùng tiềm lực sớm đã xa không phải lúc trước có thể so sánh. Lão già, chết đi cho ta, Nam Cung Tiêu Tiêu có thể không thèm để ý hắn.
nghĩ đến Tiểu Kim khả năng bởi vì hắn mà chết, lửa giận của hắn cùng sát ý liền không đánh một chỗ. Quản ngươi cái gì đại đế cảnh đỉnh phong, trước chiến một trận lại nói. Không thể không nói, Nam Cung Tiêu Tiêu chiến lực rất mạnh, mặc dù chỉ là đại đế cảnh trung kỳ, nhưng mặt đối với đại đế cảnh đỉnh phong, cũng có sức đánh một trận. Đây cũng là hắn lần trước mặt đối với cung gia người có thể trốn chạy một trong những nguyên nhân, bất quá khi đó hắn chỉ là đại đế cảnh tiền kỳ mà thôi, cái này thời gian mấy tháng đã càng tiến một bước. Hắn hôm nay, át chủ bài toàn bộ ra điều kiện tiên quyết, cùng bình thường đại đế cảnh đỉnh phong ác chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, cũng khẽ gật đầu, hắn biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu cùng thí thần tiến về man hoang cổ thành thời điểm, đi một chuyến thương vân cổ vực. Mặc dù bọn họ đến cùng làm cái gì, Tiêu Phàm không rõ ràng lắm, nhưng hắn cũng có thể đoán được, Nam Cung Tiêu Tiêu 89 phần 10 đã được đến luyện tâm tử toàn bộ truyền thừa. Hỏa lão đầu, giết bọn hắn. Minh lão đầu nhìn thấy một cái đại đế cảnh trung kỳ vậy mà ngăn cản bản thân, lập tức giận tím mặt. Hắn hiện tại chỉ muốn xáo trộn Nam Cung Tiêu Tiêu tiết tấu, cứ như vậy, cục diện bế tắc đánh vỡ, hắn liền sẽ chiếm thượng phong. Minh lão đầu, liền một cái đại đế cảnh trung kỳ đều giết không chết, người càng sống càng trở về. Thần Chu phía trên kim bào nhân trêu ghẹo nói. Vừa dứt lời, khí tức trên thân của hắn lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, quanh thân bốc cháy lên cuồn cuộn hỏa diễm, đem cả mảnh trời khung đều nhuộm thành kim sắc. Ầm ầm, lúc này, một tiếng đột ngột nổ vang truyền vào mọi người lỗ tai, lại là nhìn thấy xa xa hư vô loạn lưu nhanh chóng mở rộng, không ngừng vỡ nát hư không. Lệ, sau đó một tiếng bén nhọn quát chói tai truyền ra, một đầu mấy trăm trượng lớn đại bàng bay ra, hậu phương còn đi theo 8 đạo thân ảnh, điên cuồng đánh giết lấy đại bàng, trên mặt lộ ra liều lĩnh nụ cười. Hoang bằng, quan tiểu thất nhìn thấy đại bàng một sát na kia, trong nháy mắt nhận ra được, không chút do dự dương cung cài tên, một đạo thần hồng bắn ra. Sau một khắc, đệ tử gia tộc tu sĩ nụ cười cứng đờ, lại là một cái đại đế cảnh hậu kỳ, trực tiếp bị quan tiểu thất một tiễn bắn nổ, chết không thể chết lại. Hỗn trướng tiểu tử, dám giết ta đệ tử gia tộc người, ngươi chán sống rồi sao? Đệ tử gia tộc một cường giả giận dữ hét. Giết đúng là ngươi đệ tử gia tộc, quan tiểu thất gầm thét, đạp không mà lên, lần nữa dương cung cài tên, đối diện đệ tử gia tộc người nhất thời đình chỉ truy sát hoang bằng, phòng bị nhìn xem quan tiểu thất. Quan tiểu thất cảnh giới thế nhưng là đại đế cảnh hậu kỳ, so Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu còn mạnh hơn một cái tiểu cảnh giới, một tiễn bắn ra, đại đế cảnh hậu kỳ phía dưới tu vi, lại có ai có thể cam đoan chống đỡ được. Giết đúng là ngươi đệ tử gia tộc. Quan tiểu thất ngữ khí rất lạnh, thanh âm cũng rất bá đạo, có thể nghĩ hắn lửa giận trong lòng. Diệt bọn hắn, kim bào nhân khoát khoát tay, lạnh như băng phun ra một câu, đồng thời, hắn thân thể của mình cũng đạp không mà lên, hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh tới. Minh lão đầu bị Nam Cung Tiêu Tiêu ngăn lại, kim bào nhân hỏa lão đầu luôn cảm giác Tiêu Phàm bọn họ không đơn giản, cho nên quyết định tốc chiến tốc thắng. Điện chủ, cái kia hỏa lão đầu liền giao cho ta a. Chiến Hoàng Thiên tự động xin đi giết giặc, Tiêu Phàm cứu hắn về sau, cũng liền cho Tiêu Phàm làm trợ thủ, cái này khiến hắn có chút băn khoăn. Đương nhiên, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là không muốn bị Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ làm hạ thấp đi, tốt xấu hắn cũng là lúc trước chiến hồn đại lục trẻ tuổi một đời người thứ nhất. Cũng tốt, Tiêu Phàm gật gật đầu, một dạng đối chiến, cũng là hắn đối với đến đánh đối phương boss, nhưng là hôm nay... Tiêu Phàm tình nguyện lựa chọn một chút tiểu lâu la. Tu La Điện mặc dù sớm không phải năm đó có thể sánh bằng, nhưng vẫn còn cần cường giả cấp cao nhất, cường giả cấp cao nhất thế nhưng là mài luyện được, mà không nói ra. Vô luận Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Chiến Hoàng Thiên cuối cùng có phải hay không cái kia hỏa minh nhị lão đối thủ, hắn Tiêu Phàm đều ở nơi này nhìn xem, sẽ không để cho bọn họ gặp nguy hiểm. Giết, đệ tử gia tộc người nổi giận gầm lên một tiếng. Còn dư lại mười mấy người hướng về Tiêu Phàm cùng quan tiểu thất vào tới, cho tới bây giờ không ai dám giết bọn hắn đệ tử gia tộc người, nhất định phải để những người này trả giá bằng máu. Quan tiểu thất thả người nhảy lên, xuất hiện ở hoang bằng trên lưng, hoang bằng hình thể nhanh chóng thu nhỏ, chỉ có một trượng 3,3 mét lớn nhỏ, nhưng tốc độ của nó rõ ràng tăng lên mấy cái cấp bậc. Tam ca, ta tới diệt những người này, quan tiểu thất sát khí nặng nề nói. Trong lòng của hắn kìm nén một cỗ vô tận lửa giận không cách nào phát tiết,
nhìn thấy đế tử gia tộc người, hắn cũng nhịn không được nữa. Tốt, ta cho ngươi lược trận. Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn biết rõ, nếu là Quan Tiểu Thất không cách nào phát tiết lửa giận trong lòng, sớm muộn là muốn xuất sự tình. Hiện tại ngược lại là một cái cơ hội tốt, cũng thuận tiện từ đế tử gia tộc trên người thu hồi một điểm lợi tức. Trong lúc nhất thời, hư không không ngừng sụp đổ, cuồng bạo tiếng vang thỉnh thoảng truyền đến. Tiêu Phàm lăng không mà đứng, chắp tay mắt lạnh nhìn trước mắt tất cả. Bất quá, hiển nhiên có người không muốn nhường hắn cứ như vậy xem tiếp đi, cùng Quan Tiểu Thất giao chiến đám người kia, cũng không cho rằng Quan Tiểu Thất một người xứng với bọn họ nhiều người như vậy liên thủ. Nhìn thấy Tiêu Phàm đơn độc đứng ở nơi đó, có tứ nhân sát tâm nổi lên, đột ngột hướng về Tiêu Phàm giết tới đây. Chết đi, hét lớn một tiếng vang lên, bốn người hung mãnh công kích đồng thời rơi xuống, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, bọn họ khóe miệng không khỏi ngậm lấy một nụ cười, phải biết, bốn người bọn họ thế nhưng là hai cái đại đế cảnh hậu kỳ, hai cái đại đế cảnh trung kỳ. Thực lực như vậy, đừng nói đánh lén một cái đại đế cảnh trung kỳ người, coi như chính diện nghênh chiến đại đế cảnh hậu kỳ, cũng có thể thắng dễ dàng. Bang cũng liền ở mấy người cười trộm sau khi, hư không đột nhiên vang lên một đạo kêu to thanh âm, đồng thời, bốn đạo huyết quang từ Tiêu Phàm vị trí phóng lên tận trời, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hoàn toàn vượt qua bọn họ bắt. Nếu như không phải tận mắt thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một người trong thời gian ngắn như vậy liền có thể phát ra bốn đạo công kích, hơn nữa đều khủng bố như vậy. Phốc phốc không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, huyết hoa tức khắc hư không tung bay mà lên. Tứ tôn đại đế cảnh cường giả, tất cả đều bị một phân thành hai, nóng bỏng máu tươi bạo sái hư không. Nơi xa chiến đấu đế tử gia tộc người, nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh. Giết đại đế cảnh tu sĩ, vậy mà giống như khảm thái thiết qua một dạng đơn giản. Bọn họ lúc này mới ý thức được, tên hắc bào thanh niên này bộ dáng người, mới là kinh khủng nhất. Cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy, phải biết. Đại đế cảnh cường giả mệnh cách dung hợp khí số, hình thành mệnh thạch, một dạng chỉ cần mệnh thạch không nát, khí số không hết, cơ bản liền bất tử. Nhưng Tiêu Phàm dưới kiếm, lại không có người nào có thể sống sót, dù là đại đế cũng là như thế. Điểm này, cho dù Hỏa Minh nhị lão cũng căn bản làm không được, không chỉ đám bọn hắn làm không được, bên trong đại đế cảnh, tươi có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Cái này cũng nhờ vào Tiêu Phàm thần thông chọc. Một đòn phía dưới, liền triệt để phá hủy đối phương khí số, trong thời gian ngắn là không thể nào khôi phục như cũ. Đồng dạng, Tiêu Phàm cũng sẽ không để bọn họ khôi phục lại, những cái này mệnh thạch đối với hắn mà nói, giống như thần thạch đồng dạng, chỉ là hắn dùng tới tu luyện đồ vật mà thôi. Phất tay, bốn khỏa mệnh thạch liền rơi vào Tiêu Phàm trong tay, trong mắt của hắn chưa từng nổi lên bất kỳ gợn sóng nào, một mực ngắm nhìn phương xa. Mặt khác đế tử gia tộc người nhìn thấy Tiêu Phàm một cử động kia, tất cả đều căng thẳng thần kinh, ở sâu trong nội tâm, có loại vượt quá bản năng e ngại. U Minh Chi Hà, lúc này, một tiếng quát chói tai phá vỡ bình tĩnh, lại là Minh lão đầu đột nhiên phát cuồng, khí thế trên người tăng vọt, đồng thời ở hắn quanh thân, đột nhiên xuất hiện một đầu hắc hà. Hắc hà bên trong hắc khí quay cuồng, lờ mờ có thể nghe được gầm thét sóng nước thanh âm, khí thế khiếp người hết sức. Cổ pháp, Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hiển nhiên, đối phương là chuẩn bị làm thật, Minh lão đầu thân làm đế tử gia tộc đại đế cảnh đỉnh phong, nếu như nói hắn không có tu luyện bất luận cái gì cổ pháp, đánh chết Tiêu Phàm cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ là hắn hiện tại càng tò mò hơn là, Nam Cung Tiêu Tiêu đến cùng có cái gì để ngăn cản. Theo Hắc Hà băng đằng. Đầy trời hắc khí vây quanh Nam Cung Tiêu Tiêu, tựa như muốn đem hắn nuốt hết trong đó, Tiêu Phàm lờ mờ nhìn thấy, Nam Cung Tiêu Tiêu con người đều trở nên vô thần lên. Cổ pháp công kích, kỳ thật chính là công kích linh hồn, chỉ là loại này công kích linh hồn đã tiếp cận thực chất hóa, uy lực vô tận. Nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu dáng vẻ, Tiêu Phàm nhíu mày, đã chuẩn bị phóng ra. Hư vô hỏa vực, cũng đúng lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu thân thể run lên. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, từng đạo ngọn lửa màu đen từ trên người hắn tản ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Tiêu Phàm có thể thấy rõ ràng, ngọn lửa màu đen kia tựa như căn bản không tồn tại phiến thiên địa này, liền hắc hà đều trực tiếp xuyên thủng.
Nhưng mà, hơi thở tiếp theo ở giữa, ngọn lửa màu đen kia đột nhiên bắt đầu nhảy lên, từ hư vô biến thành thực chất hóa, đem hắc sắc Minh Hà bao khỏa ở bên trong. Cho dù là Minh lão đầu, cũng bị bao phủ ở hắc sắc hỏa vực bên trong, không ngừng giãy giụa lấy, chu lên. Tốt một chiêu hư vô hỏa vực, từ hư biến thực, đánh bất ngờ. Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi, Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn là không có nhường hắn thất vọng. Minh lão đầu vùng vẫy chốc lát, trên gương mặt đường vân đột nhiên tựa như sống lại đồng dạng, ở sau lưng hắn, càng là hiện lên một đạo to lớn ma ảnh, đáng sợ uy thế trực tiếp đem hư vô hỏa vực chấn khai. Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bị đánh bay, thể nội khí huyết sôi trào không thôi. Tiêu Phàm tiến lên, một cái tay chống đỡ ở Nam Cung Tiêu Tiêu sau lưng, cho hắn tháo xuống đại bộ phận lực lượng, lúc này mới ổn định thân hình. Lão Tam, gia hỏa này khó đối phó. Nam Cung Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Cỗ lực lượng này không thuộc về hắn. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu. Minh lão đầu loại thủ pháp này, hắn ngược lại là biết rõ làm sao chuyện. Chính là Minh lão đầu từng chút đem lực lượng phong ấn ở trong cơ thể mình. Sau đó trong nháy mắt phóng xuất ra, có được năng lực hủy thiên diệt địa, coi là một loại át chủ bài. Đáng tiếc, phóng thích về sau, hắn thực lực liền sẽ khôi phục lại nguyên điểm, bởi vậy, loại này thủ đoạn cũng chỉ biết dùng đến đánh cược lần cuối. Mặc dù không có cái gì di chứng, nhưng thả ra quá trình quá ngắn, ngắn đến chưa chắc có thể giết chết địch nhân. Liền tựa như vừa rồi đồng dạng, Nam Cung Tiêu Tiêu cách xa nhau khá xa, vẻn vẹn chỉ là bị chấn thương mà thôi, căn bản không có giết chết năng lực của hắn. Ngươi nghỉ ngơi, ta tới. Tiêu Phàm để lại một câu nói, lần nữa hướng về Minh lão đầu đi tới. Minh lão đầu nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, mí mắt cuồng loạn, vừa rồi Tiêu Phàm thủ đoạn, hắn nhưng là thấy tận mắt. Nghĩ vậy, Minh lão đầu không khỏi lui ra phía sau mấy bước, con người chuyển động mấy lần, liền xoay người chạy. Hô hô, đáng tiếc, không đợi hắn phóng ra mấy bước, hắn kinh ngạc phát hiện, chung quanh khắp nơi đều là Tiêu Phàm thân ảnh, lít nha lít nhít. Căn bản không chỗ có thể trốn. Làm sao có thể, Minh lão đầu tựa như gặp quỷ sống đồng dạng, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem không trung. Tiểu thiên thế giới, nhưng mà, Tiêu Phàm cũng mặc kệ khiếp sợ của hắn, chỉ thấy hắn đột nhiên một tiếng quát nhẹ, bốn phía hư không đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh biến thành khác một vùng không gian. Minh lão đầu chỉ cảm giác linh hồn mình run lên, tựa như thoát ly nhục thân một, trong nháy mắt tiến nhập một mảnh khác thế giới. Hắn điên cuồng công kích, có thể căn bản không có một chút tác dụng nào, hoàn toàn không tránh thoát được. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nếu như vậy liền để tên lão đầu tử tránh thoát, vậy hắn cũng sẽ không ngàn chọn vạn tuyển, lựa chọn cổ pháp 3000 thế giới. Mặc dù hắn bây giờ chỉ là vừa mới tu luyện ra đệ nhất trọng tiểu thiên thế giới, nhưng Tiêu Phàm tự tin, một kích này nếu là đánh trúng, đại đế cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể đào thoát. Nói ngươi sống không được. Ngươi liền sống không được, đừng không tin. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Minh lão đầu linh hồn lập tức bị một cỗ thời không lực lượng tiêu diệt. Nói xong, Minh lão đầu linh hồn bị tiêu diệt, nhưng mà nhục thể của hắn vẫn tồn tại như cũ, chỉ là đã mất đi khống chế, hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống đi. Người ở bên ngoài xem ra, Minh lão đầu chỉ là đứng ở đó không nhúc nhích mà thôi, cũng liền một hai cái hô hấp sự tình. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng Minh lão đầu đã chết, thẳng đến nhục thể của hắn nặng nề đập xuống đất. Chết, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng trợn to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đế tử gia tộc người lại nhìn không được dùng mình một cái, bậc này giết người vô hình thủ đoạn, cũng thật là đáng sợ. Đây chính là đại đế cảnh đỉnh phong A, lại bị một cái đại đế cảnh trung kỳ tiểu tử giết đi. Tiêu Phàm cũng là hơi hơi kỳ lạ, cổ pháp 3000 thế giới mang cho hắn kinh hỉ quá lớn. Phải biết, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bước vào đệ nhất trọng mà thôi. Hắn hiện tại có thể thúc giục, cũng vẻn vẹn chỉ là mấy cái tiểu thiên thế giới, uy lực liền có thể diệt sát đại đế cảnh đỉnh phong. Nếu là đệ nhất trọng viên mãn, có thể thôi động 1000 cái tiểu thiên thế giới, đây chẳng phải là quét ngang đại đế cảnh vô địch. Ngay sau đó Tiêu Phàm liền hủy bỏ loại ý nghĩ này, hắn sở dĩ có thể diệt đi Minh lão đầu, thứ nhất là đánh bất ngờ. Thứ hai là 3000 thế giới xác thực rất mạnh. Nhưng là, cũng không phủ nhận Minh lão đầu thực lực thực không được tốt L. Ở hoang bằng hướng dẫn dưới,
Tiêu Phàm một chuyến rất nhanh tìm được cái kia kỳ dị quái thụ vị trí, chỉ bất quá, không đợi đám người tới gần, liền bị mấy bóng người chặn lại đường đi. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất đang nghe đối phương báo ra đế tử gia tộc thân phận về sau, liền sát tâm nổi lên, bất quá bị Tiêu Phàm ngăn cản. Mấy người quay đầu rời đi, ở cách đó không xa trong một cái sơn cốc ngừng lại, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất vẫn như cũ tức giận khó bình. Lão Tam, cùng lắm thì giết tới diệt bọn hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu phẫn nộ nói, hắn mặc dù biết Tiêu Phàm sẽ không sợ, nhưng cứ như vậy rút đi, xác thực không cam tâm. Nhị ca, Tam ca khẳng định có ý khác, người trước nghe hắn nói. Quan Tiểu Thất mặc dù cũng có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn là khuyên nhủ nói. Lão nhị, đừng xúc động như vậy nha. Tiêu Phàm mỉm cười, cũng không có tức giận. Nam Cung Tiêu Tiêu tức giận chừng Tiêu Phàm một cái, nói, lão Tam, cái này cũng không giống như ngươi làm người a. Nếu là bình thường, ngươi trực tiếp mang bọn ta xông lên, chúng ta xác thực không thể xông đi lên, phiến kia khu vực cho ta một loại rất cảm giác bất an. Chiến Hoàng Thiên đúng trọng tâm xen vào một câu, tuy nhiên ta không biết rõ mang cho ta không an. Lại nói Tiêu Phàm một chuyến bị đuổi ra huyết phách tuyệt hồn trận vị trí khu vực, đế tử gia tộc mặc dù không đem Tiêu Phàm bọn họ để ở trong lòng, nhưng vẫn là đem việc này báo cáo cho bên trên. Giờ phút này, huyết phách tuyệt hồn trận giải đất trung tâm, đỉnh một ngọn núi, ẩn núp không ít thân ảnh, lạnh lùng hướng về phía dưới trong sơn cốc. Sơn cốc rất lớn, chuẩn xác mà nói, là một cái thiên nhiên bồn địa bên trong xanh tươi tốt, nhân uân chi khí lượn lờ, cho người ta một loại 10 điểm mông lung, mà cảm giác thần bí. Dù vậy, cũng có thể lờ mờ nhìn thấy bồn địa bên trong lấp lóe lấy từng đạo vàng óng ánh quang mang, bọn họ biết rõ, đây chẳng qua là hồn quả tản mát ra quang mang mà thôi. Nhìn thấy những cái kia kim mang, trong mắt mọi người hiện lên ánh sáng nóng rực, hận không thể lập tức lao xuống. Chẳng qua là khi bọn họ nhìn thấy trong sương mù những cái kia mơ mơ hồ hồ thân ảnh lúc, đám người lại nhìn không được run rẩy một chút, trong mắt đều là kiêng dè. Đại tiểu thư, chúng ta đã lộn 8 người, làm sao bây giờ? Một đạo âm trầm thanh âm vang lên, trong giọng nói có chút e ngại. Cũng khó trách bọn hắn kiêng kỵ như vậy, bọn họ muốn có được bồn địa bên trong đồ vật, đã tổn thất 8 cái đại đế cảnh cường giả, hơn nữa tất cả đều là đại đế cảnh hậu kỳ. Nhưng bọn họ những cái gì đều không lấy được, trong lòng đương nhiên sẽ không cam tâm. Lời nói vừa ra, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trước cổ thụ đỉnh cao, ánh mắt bên trong đều là vẻ kính sợ. Cây kia cổ thụ bên trên, đứng ở một đường thân ảnh, đó là một nữ tử ăn mặc một tiếng tím chơi ở giữa tuyết tia váy liền áo, váy xẹt qua đùi, đem hai đầu đùi đẹp thon dài nổi bậc trắng nõn động người. Ở nàng bên hông, ghim một đầu tử sắc đai lưng, để vòng eo nhìn qua yêu kiều một nắm, ôn nhu kiều nộn. Mái tóc thật dài rối tung ở trước ngực, sấn thác động nhân thân hình đường cong. Nữ tử đưa lưng về phía đám người, trong lúc vô hình tản ra một loại khí tức mạnh mẽ, ép tới những người khác không thở nổi. Kim La hồn quả đan, nhất định phải lấy được. Thật lâu, nữ tử lúc này mới phun ra một câu, chậm rãi quay đầu nhìn xuống phía dưới đám người. Một trận gò má trắng nõn hiển lộ ở đám người trong tầm mắt, dung nhan xinh đẹp. Một đôi mắt phượng lộ ra một loại khác thường vũ mị, chính diện xem ra, lại cho người một cỗ kiểu khác khí chất. Người này không phải người khác, chính là đế tử gia tộc đế tử Yên. Nếu như vẻn vẹn từ mặt ngoài nhìn, đây là một cái nhu nhược nữ tử, để cho người ta nhìn không được trìu mến, nhưng thường thường dạng này bề ngoài dễ dàng lừa gạt người, không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay nàng. Đám người không dám phản bác mọi người đế tử Yên lời nói. Chỉ là trên mặt đều lộ ra vẻ khó xử, bọn họ cũng muốn lấy được Kim La hồn quả đan, có thể thực lực của bọn hắn, căn bản liền không chiếm được. Hỏa Minh nhị lão còn chưa có trở lại sao? Đế tử Yên một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, đối với những cái này thuộc hạ, nàng không ôm hy vọng quá lớn, cũng liền đi theo nàng làm trợ thủ mà thôi. Bẩm đại tiểu thư, còn không có. Một người mặc lục sắc quần dài nữ tử cung kính nói. Nơi này đoán chừng cũng chỉ có nàng dám tùy ý như vậy cùng đế tử Yên nói chuyện. Nếu như Tiêu Phàm bọn họ nghe được quần màu lục lời của cô gái, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Minh lão đầu mặc dù bị hắn giết chết, có thể hỏa lão đầu lại là chạy mất a, vậy mà chưa có trở về. Bất quá nghĩ lại, Tiêu Phàm cũng sẽ minh bạch,
cái này Hỏa lão đầu đoán chừng sợ bại lộ đế tử Yên kế hoạch, cho nên không dám hướng nơi này trốn. Dù sao, nếu là bởi vì chính mình mà liên lụy đế tử Yên kế hoạch, cái kia kết cục cũng không phải bình thường thảm. Không trở về coi như xong, đế tử Yên ngữ khí 10 điểm bình thản, nói tiếp qua 7 ngày, Kim La hồn quả đan thụ chung quanh khí độc sẽ đạt tới điểm thấp nhất, đến lúc đó ăn ta đan dược, những quái thú kia không làm gì được ngươi môn, các ngươi chỉ cần ngăn lại quái thú liền có thể, Kim La hồn quả đan giao cho ta. Đám người nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đế tử Yên, bọn họ ai cũng không nghĩ tới, nguyên lai đế tử Yên đã sớm có chủ ý của mình. Đại tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Đám người không chút do dự đập một cái mông ngựa. Bọn họ chỉ hy vọng, đế tử Yên nếu là có thể lấy được cái nào Kim La hồn quả đan, có thể cho bọn hắn điểm hột nếm thử. Đúng rồi, đại tiểu thư, vừa mới có người truyền tin, nói không lâu trước có mấy người mang theo một đầu đại bàng xông vào nơi này, cái kia đại bàng, 89 phần 10 là Hỏa Minh nhị lão đối phó đầu kia. Đang lúc đám người kích động thời khắc, quần màu lục nữ tử đột nhiên nói ra. Đám người nghe vậy, thần sắc cứng lại, bọn họ tự nhiên nghe được quần màu lục nữ tử nói bên ngoài thanh âm. Thiên cổ hoang bằng trốn, Hỏa Minh nhị lão lại là chưa có trở về, 89 phần 10 là chết ở thiên cổ hoang bằng cùng những người kia trong tay. Đế tử Yên thần sắc không hề bận tâm, tựa như căn bản không đem cái này làm một chuyện, hờ hững nói, đáng tiếc một đầu thật là thần thú, nếu là ném vào sinh tử thú đấu trường, chắc cũng sẽ có chút ý tứ. Đám người không khỏi dùng mình một cái, bọn họ làm sao không minh bạch đế tử Yên nói bóng gió, nếu là trước đó, nàng còn đem thiên cổ hoang bằng xem như tòa kỵ đối đãi, mà không phải muốn đem thiên cổ hoang bằng ném vào thú đấu trường. Nhưng là bây giờ, đế tử Yên đã bỏ đi ý nghĩ này, hơn nữa, nàng cũng tuyệt đối sẽ không buông tha thiên cổ hoang bằng, 89 phần 10 sẽ đem thiên cổ hoang bằng ném vào sinh tử thú đấu trường. Đế tử gia tộc đám người trong lòng âm thầm thay thiên cổ hoang bằng mặc niệm, tốt nhất đừng đụng phải đế tử Yên, bằng không mà nói, kết quả sẽ chỉ so tưởng tượng bi thảm. Còn có 7 ngày thời gian, mọi người đem trạng thái điều tiết đến tốt nhất ha. Đế tử Yên hờ hững nói, xoay người lần nữa nhìn xuống phía dưới bồn địa bên trong, đứng ở đó không nhúc nhích, giống như một bức tượng điêu khắc. Chớp mắt 7 ngày thời gian trôi qua, tất cả bình an vô sự. Đế tử Yên thần sắc rốt cục có động tĩnh. Cùng lúc đó, phía dưới bồn địa bên trong sương mù đột nhiên trở nên mỏng manh, lập tức bộc lộ ra bên trong tất cả, đế tử gia tộc không ít người đồng thời mở hai mắt ra nhìn tới. Chỉ thấy một gốc toàn thân màu đồng cổ đại thụ đứng vững ở trong sơn cốc, rậm rạp cành lan tràn hướng bốn phương tám hướng, che khuất phương viên 10 trượng phạm vi. Cành trong suốt, tựa như kim ngọc tạo hình, nếu như không phải biết rõ đây là một cái cây. Ai cũng biết cho rằng nó là một kiện tác phẩm nghệ thuật, là ở quá đẹp đẽ. Đây chính là trong truyền thuyết Kim La hồn quả đan thụ. Quả nhiên thần kỳ, có người nhìn không được sợ hãi than nói. Bất quá ánh mắt của mọi người rất nhanh rơi vào Kim La hồn quả đan thụ phía trên cái kia từng đoàn kim sắc quang mang bên trên. Nhìn kỹ, quang mang kia trình viên hình, toàn thân lấp lóe lấy kim sắc quang mang. Xa xa nhìn tới. Hắn liền tựa như một khỏa kim sắc đan dược, chủ yếu nhất là, nó còn tản ra nhàn nhạt đan hương, tựa như vô số loại dược liệu tập hợp thể. Nhìn xem cái kia từng đoàn kim sắc quang mang, đế tử gia tộc ánh mắt của mọi người đều tỏa sáng, không ít người nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Nếu như không phải đi theo đế tử Yên tới nơi này, bọn họ đã sớm sẽ nhìn không ở sông tới. Thật là nồng đậm đan hương, cái này Kim La hồn quả đan thực sự quá thơm. Chỉ cần một khỏa, tất nhiên có thể làm cho linh hồn chi lực của ta càng tiến một bước. Đám người đã không nhịn được chảy ra ngụm nước, vẻ mặt mong đợi nhìn xem đế tử Yên, chỉ cần đế tử Yên ra lệnh một tiếng, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự xông đi lên. Đế tử Yên không hề bị lay động, ngược lại nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới bồn địa, luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Chỉ là lạ ở chỗ nào, đế tử Yên lại không nói ra được. Thật lâu, đế tử gia tộc bên trong rốt cục truyền đến một trận sao động thanh âm, nếu như lại không hạ lệnh, đế tử gia tộc người đoán chừng cũng sẽ nhịn không được. Đế tử Yên lông mày chậm rãi giãn ra, khoát tay một cái nói, động thủ. Hô hô, vừa dứt lời, đế tử gia tộc 50-60 tôn đại đế cảnh cường giả toàn bộ xông xuống phía dưới bồn địa bên trong,
mục tiêu của bọn hắn là ngăn lại Kim La Hồn Quả Đan thụ chung quanh quái thú. Về phần Kim La Hồn Quả Đan, không có Đế Tử Yên cho phép, ai cũng không dám đến cướp đoạt. Huống chi, coi như bọn họ muốn cướp đoạt, cũng chưa chắc có thể làm được, dù sao, Kim La Hồn Quả Đan chung quanh thế nhưng là có không ít quái thú bảo vệ. Chờ chút, Đế Tử Yên vừa mới phóng ra bước chân, thân thể bỗng đứng ở hư không, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang, trầm ngâm nói, ta liền nói là lạ ở chỗ nào, nguyên lai là những quái thú kia không thấy. Kỳ thật không chỉ Đế Tử Yên phát hiện vấn đề này, đế tử gia tộc tất cả mọi người phát hiện vấn đề này, dù sao nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngăn lại những quái thú kia. Bất quá ở đế tử gia tộc mọi người nhìn lại, bây giờ không thấy những quái thú kia uy hiếp, đây không phải là càng tốt sao? Chỉ bất quá Đế Tử Yên sẽ không như thế nghĩ, sự tình ra khác thường so có yêu, những quái thú kia vốn là thủ hộ Kim La Hồn Quả Đan thụ, bây giờ khí độc tiêu tán không ít, bọn chúng nên cẩn thận hơn đề phòng mới đúng. Đều trở về, Đế Tử Yên trong lòng run lên, vội vàng ra lệnh. Đại tiểu thư, những quái thú kia đều không thấy, chính là chiếm lấy Kim La Hồn Quả Đan thời cơ tốt ha. Đúng vậy a, đại tiểu thư, cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một thuở, có cái này Kim La Hồn Quả Đan, ngài không bao lâu liền có thể đột phá đại đế đỉnh phong. Đại tiểu thư, chúng ta thay ngươi hộ pháp, ngươi nhanh lấy Kim La Hồn Quả Đan. Đế tử gia tộc người kêu to, bọn họ đã tiến nhập bồn địa, hơn nữa không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nơi nào còn có lui ra ngoài đạo lý. Hiện tại nếu là không chiếm lấy, chờ độc khí của nơi này trở nên nồng nặc lên, vậy liền không có thời gian lấy. Đế tử Yên trầm tư mấy hơi thở thời gian, suy nghĩ một chút cũng phải đạo lý này, lập tức buông lỏng đề phòng, hướng về phía dưới Kim La Hồn Quả Đan thụ kích xạ đi. Ô ô, nhưng mà cũng liền ở thời khắc mấu chốt này, sơn cốc bên trong đột nhiên thổi lên cuồng phong, nguyên bản mỏng manh khí độc, lần nữa trở nên hết sức nồng nặc lên. Một cái hô hấp không tới thời gian cũng đã trở thành dị thường nồng đậm, thậm chí đem so với phía trước, còn muốn nồng đậm gấp bội. Từ sơn phong nhìn xuống phía dưới, lại là cái gì đều không thấy được. Giờ khắc này, đế tử gia tộc tu sĩ cũng tất cả đều mộng bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, thẳng đến một đạo kinh hãi tiếng quát đem bọn hắn đánh thức. Mau lui lại, Đế Tử Yên thanh âm vang lên, vận chuyển thần lực, rung động mọi người linh hồn. Đế tử gia tộc tu sĩ cũng kịp phản ứng, không muốn sống một dạng hướng về bồn địa bên ngoài bay đi, có thể tốc độ của bọn hắn đã chậm nửa nhịp. Trong sơn cốc khí độc sớm đã xông vào trong cơ thể của bọn họ. Có một ít đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ, đột nhiên ánh mắt trở nên hết sức ngốc trệ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nếu như tử tế quan sát, sẽ phát hiện thân thể của bọn hắn ở run không ngừng, to như hạt đậu đồng dạng mồ hôi lăn xuống mà xuống, sắc mặt cũng chậm chậm trở nên tái nhợt. Ngay sau đó, những cái kia đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng chạy không nổi rồi, bước vào đại đế cảnh trung kỳ theo gót. Chỉ có số ít mấy cái đại đế cảnh đỉnh phong tu sĩ trốn qua một kiếp, nhưng trên trán cũng rịn ra từng tia mồ hôi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Là hồn độc, Đế Tử Yên sắc mặt hơi đổi một chút, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng trúng chiêu. Mặc dù so với đế tử gia tộc những người khác muốn tốt một điểm, nhưng cái này hồn độc thế nhưng là vô khổng bất nhập, bọn họ nghĩ chống đối cũng ngăn không được. Đế Tử Yên lúc này mới hiểu, vì sao những quái thú kia không xuất hiện. Bởi vì khí độc này mức độ đậm đặc, khả năng đã vượt qua bọn chúng năng lực chịu đựng. Nói cách khác, căn bản không cần bọn chúng thủ hộ Kim La Hồn Quả Đan thụ, cũng không người có thể sống lấy được Kim La Hồn Quả Đan. Nếu là mặt khác độc, lấy đại đế cảnh tu vi, căn bản không cần quá mức e ngại. Nhưng bây giờ trong đám người thế nhưng là hồn độc, cái này có thể so sánh sâu tận xương tủy độc còn kinh khủng hơn, ở đâu là đám người có thể chịu được. Vẻn vẹn hai thời gian ba hơi thở, những cái kia đại đế cảnh trung kỳ liền cơ hồ toàn quân bị diệt. Thời gian uống cạn nửa chén trà, đại đế cảnh hậu kỳ đoán chừng cũng sẽ ngã xuống, không bao lâu, liền đến phiên cuối cùng những cái kia đại đế cảnh đỉnh phong. Rời đi nơi này, Đế Tử Yên quyết định thật nhanh, làm một cái quyết định. Lưu lại nơi này, đừng nói lấy được Kim La Hồn Quả Đan, đoán chừng mệnh đều phải nằm tại chỗ này, bây giờ rời đi còn kịp. Dù sao, bồn địa bên trong hồn độc còn đang không ngừng khuếch tán, không bao lâu liền sẽ đạt tới phiến khu vực này. Theo Đế Tử Yên ra lệnh một tiếng,
còn dư lại chừng 30 người nhao nhao đạp không mà lên, về phần những cái kia đại đế cảnh trung kỳ, đã bị bọn họ từ bỏ. Coi như mang đi những cái kia đại đế cảnh trung kỳ, đoán chừng cũng không cứu sống nổi, ngược lại là cái vướng víu, còn không bằng từ bỏ. Đế tử yên tốc độ của bọn hắn rất nhanh, hồn độc tốc độ lan tràn tự nhiên kém hơn bọn hắn, bất quá, bọn họ muốn chạy trốn, có vẻ như cũng không phải dễ dàng như vậy. Mười mấy thời gian hô hấp, đế tử yên bọn họ liền đến khu cổ địa này ngoại vi cửa ra vị trí, nhưng mà không chờ bọn hắn tới gần, hai cái thuộc hạ liền cầu xin vẻ mặt đi tới. Đại tiểu thư, chúng ta không ra được. Hai cái thuộc hạ phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, nội tâm bị vô tận sợ hãi bổ sung. Cái gì? Đế tử yên còn chưa mở miệng, quần màu lục nữ tử liền cả kinh kêu lên, các ngươi đám phế vật này, đại tiểu thư để cho các ngươi trông coi cửa ra, các ngươi đều làm cái gì? Đế tử yên hơi nhíu mày, nàng luôn cảm giác khí độc bạo động quá xảo hợp, không giống như là tự nhiên hình thành, ngược lại giống như là người vì thúc giục. Chuyện gì xảy ra? Đế tử yên mặt âm trầm nói, lâu như vậy đến nay, nàng còn là lần đầu tiên thần sắc phát sinh biến hóa. Chúng ta cũng không biết, chỉ biết là cửa ra đột nhiên nhiều hơn một đạo không gian cấm cố lực lượng. Trong đó một cái cấp dưới cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Đế tử yên hờ hững hướng về phía trước, ngay sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ở trên không trung, đưa tay sờ về phía không trung, lại bị một cỗ lực lượng bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, hư không cũng hiện ra một đạo nhàn nhạt năng lượng quang mang, hiện ra hơi yếu gợn sóng, nếu như không phải tử tế quan sát, căn bản liền không nhìn thấy. Lục cơ, người xác định trước mấy ngày những người kia rời đi. Đế tử yên quay đầu, nhìn về phía quần màu lục nữ tử nói. Quần màu lục nữ tử lục cơ lắc đầu, nói, đại tiểu thư, ta cũng không rõ ràng, lúc ấy bọn họ mặt ngoài là rời đi, nhưng vô cùng có khả năng lại trở về. Nàng thân làm đế tử yên tâm phúc, lại như thế nào không minh bạch đế tử yên ý nghĩ đây? Nhất định là những người kia dở trò quỷ, cái kia mấy tên khốn kiếp, lão tử đã sớm hẳn là giết chết bọn họ. Một cái trung niên tu sĩ tức giận quát ầm lên, trên người sát khí quay cuồng, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem đế tử yên. Đối địch với ta người, cũng sẽ không lại tốt kết quả. Đế tử yên cau mày, nhìn qua nơi xa vò tới khói độc, lạnh giọng nói. Kim La hồn quả đan thụ vị trí cổ địa bên ngoài, Tiêu Phàm một chuyến đứng ở đám mây, quan sát phía dưới, khi thấy cổ địa trên không lưu chuyển quang mang lúc, trên mặt nở một nụ cười. Lão Tam, bây giờ liền bắt đầu, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Những ngày qua, bọn họ đi theo Tiêu Phàm bận rộn, chỉ biết là Tiêu Phàm đang chuẩn bị ứng phó đế tử gia tộc người, có thể căn bản không biết hắn nghĩ làm sao đối phó bọn hắn. Cho nên... bây giờ thấy phía dưới trận pháp khởi động, mấy người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Điện chủ, người là thúc giục huyết phách tuyệt hồn trận, muốn cho bọn họ tất cả đều trúng độc. Chiến Hoàng Thiên lờ mờ đoán được Tiêu Phàm ý nghĩ, nhìn thấy Tiêu Phàm gật đầu, hắn lại cau mày nói, có thể mảnh không gian này, căn bản là không có cách phong tỏa, bọn họ nếu là trốn đây. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người cũng cau mày, nếu là đế tử gia tộc người trốn, bọn họ coi như thất bại trong gang tấc. Trốn, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, các người yên tâm, kia là cái gì đế tử yên có lẽ có thể mang theo mấy người chạy trốn, nhưng đại bộ phận đế tử gia tộc người, đều trốn không thoát đâu. Không đợi đám người mở miệng, Tiêu Phàm lại giải thích nói, mảnh không gian này ta đã phong tỏa, hơn nữa cưỡng ép thúc giục huyết phách đoạt hồn trận, chí ít, đại đế cảnh hậu kỳ phía dưới tu vi người, hẳn là trốn không thoát đâu. Nói đến đây, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Nói đùa cái gì, hắn Tiêu Phàm thế nhưng là bận rộn tốt mấy ngày, nếu để cho đế tử gia tộc tất cả mọi người chạy trốn, đây chẳng phải là bạch bận rộn. Về phần đem đế tử gia tộc tất cả mọi người lưu lại, Tiêu Phàm cũng không có ý nghĩ này, cũng tương tự không có năng lực như vậy. Đế tử yên thân mang cửu khiếu linh lung thể, lại là đế tử gia tộc tuyệt thế thiên kiêu, há lại sẽ không có một chút thủ đoạn tự vệ. Chí ít, lấy Tiêu Phàm thực lực, nếu như đối phương dùng trận pháp ứng phó hắn, hắn cũng có chạy trối chết át chủ bài. Sự thật cũng là như thế, cổ địa trong, đế tử yên trơ mắt nhìn thấy những cái kia đại đế cảnh hậu kỳ tu sĩ bị hồn độc công kích, nhưng lại thờ ơ. Mảnh không gian này phong tỏa, bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Hơn nữa, nếu là còn không rời đi,
qua phía dưới bọn họ coi như chưa chắc có thể trốn được. Đại tiểu thư, chúng ta hợp lực xé mở không gian, người đi mau, không cần phải để ý đến chúng ta. Lục Cơ cắn chặt răng, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Những người khác mặc dù không muốn chết, nhưng là đồng dạng chỉ hy vọng Đế Tử Yên có thể rời đi, chỉ cần Đế Tử Yên bất tử, người nhà của bọn hắn liền không có việc gì. Nếu là Đế Tử Yên chết ở chỗ này, kia không may liền không chỉ là bọn hắn, còn có bọn họ cửu tộc. Đế Tử Yên không hề bị lay động, làm phiến khu vực này hoàn toàn bị hồn độc bao phủ, tất cả đại đế cảnh hậu kỳ ngã xuống về sau, nàng lúc này mới lên tiếng, những người còn lại cùng ta rời đi. Dứt lời, Đế Tử Yên từ tóc bên trên gỡ xuống một chi búi tóc thôi động thời khắc, một đạo kim mang xẹt qua hư không, nguyên bản bình tĩnh hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo hư vô liệt phùng. Tiến nhanh đi, Đế Tử Yên sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, hiển nhiên thôi động búi tóc pháp bảo, đối với nàng tiêu hao cũng cực lớn. Đám người nghe vậy, nơi nào còn dám do dự, trong lúc hô hấp liền vọt vào. Đại tiểu thư, cứu chúng ta. Đại tiểu thư, đừng bỏ lại bọn ta. Những cái kia chúng độc đại đế cảnh tu sĩ thấy thế, lập tức tựa như thấy được hy vọng sống sót, khẩn cầu kêu lên. Nhưng mà, Đế Tử Yên căn bản không có để ý tới bọn hắn, vọt thẳng vào hư vô liệt phùng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Đế Tử Yên đám người xuất hiện ở hoàn toàn hoang lương sơn mạch bên trong, sống sót cũng chỉ có khoảng 20 người, những người này cũng là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi. Hô hấp lấy không khí bốn phía, trên mặt mọi người đều lộ ra chết rồi quãng đời còn lại nụ cười. Bất quá, khi bọn hắn hồi tưởng lại những cái kia đại đế cảnh hậu kỳ trước khi chết ánh mắt tuyệt vọng lúc, lại không khỏi dùng mình một cái. Lại nhìn thấy Đế Tử Yên mặt không thay đổi khuôn mặt lúc, đám người giờ mới hiểu được, Đế Tử Yên cũng không phải không muốn cứu bọn họ, mà là nàng muốn chờ những cái kia đại đế cảnh hậu kỳ chúng độc sau mới ra tay. Bởi vì, nàng có thể phá ra hư không thời gian, chỉ có thể để bọn hắn những cái này đại đế cảnh đỉnh phong đào tẩu. Nếu là ngay từ đầu liền phá mở hư không, những cái kia đại đế cảnh hậu kỳ, nhất định sẽ liều mạng lao ra, có thể sống sót người, chưa hẳn còn có hiện tại nhiều như vậy, hơn nữa thực lực cũng sẽ tốt xấu lẫn lộn. Không thể không nói, Đế Tử Yên không phải bình thường vô tình, nàng không nghĩ tự mình động thủ giết chết những người kia, cho nên chỉ có thể mượn nhờ hồn độc giết chết bọn hắn. Đồng dạng, nàng cũng rất thông minh, biết rõ có thể kiên trì đến người cuối cùng, mới có thể cho nàng mang đến lợi ích lớn nhất. Tìm cho ta đến phiến kia khu vực, ta muốn biết, là ai hại ta. Đế Tử Yên thần sắc lạnh như băng phun ra một câu, cuồn cuộn sát khí từ trên người nàng nở rộ, không khí bốn phía đều bị trong nháy mắt đông kết. Là, đại tiểu thư, đế tử gia tộc đám người cũng là tức giận hết sức. Phải biết, bọn họ đế tử gia tộc thế nhưng là hơn 120 cái đại đế cảnh xâm nhập cùng đất cổ kia, cuối cùng cái gì đều không lấy được thì cũng thôi đi, còn tổn thất gần 100 đại đế cảnh tu sĩ. Một hơi này, đế tử gia tộc là không thể nào nuốt trôi đi. Ngay sau đó, đám người tan ra bốn phía, bắt đầu tìm kiếm kim la hồn quả đan thụ vị trí. Mà lúc này, Tiêu Phàm một chuyến nhìn phía dưới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh cổ địa, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Có thể tiến vào, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Thiên cổ hoang bằng dương cánh, đáp xuống, xẹt qua một đạo tàn ảnh, liền xuất hiện ở phía dưới trong sơn cốc. À, người đâu, Nam Cung Tiêu Tiêu mờ mịt nhìn xem bốn phía, nhưng căn bản không phát hiện bất luận bóng người nào. Hô, đột nhiên, mấy đạo thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà tới, một màn này, để Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người giật nảy mình, bất quá nhìn thấy những bóng người kia xông vào Tiêu Phàm thể nội lúc, bọn họ trong nháy mắt hiểu được. Nguyên lai Tiêu Phàm sớm đã dùng linh hồn phân thân chú ý trong này tất cả, cho nên mới tự tin như vậy. Nếu như bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm sở dĩ lưu lại linh hồn phân thân, cũng không phải là giám thị đế tử gia tộc, mà là dùng để thu thập mệnh thạch, có lẽ sẽ càng thêm kinh ngạc. Kỳ thật, lấy huyết phách tuyệt hồn trận bên trong hồn độc, muốn trong thời gian ngắn giết chết đại đế cảnh là không thể nào, nếu như Đế Tử Yên bọn họ kịp thời chạy về, có lẽ còn có thể cứu trở về bọn họ. Nhưng những người này, tất cả đều bị Tiêu Phàm linh hồn phân thân giải quyết, mệnh thạch bị lấy đi, không bao giờ còn có khả năng có cơ hội sống sót. Tam ca, tại sao không có độc khí? Quan Tiểu Thất kinh ngạc nhìn xem bốn phía nói. Ta thúc dục huyết phách tuyệt hồn trận,
hồn độc trong nháy mắt bộc phát, nhưng không kiên trì được bao lâu, tất cả hồn độc liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Tiêu Phàm cười cười nói. Đi, đi trước hái kim la hồn quả đan. Nam Cung Tiêu Tiêu cười lớn một tiếng, nhanh chóng hướng về kim la hồn quả đan thụ vị trí bay đi. Chỉ chốc lát sau, đám người liền xuất hiện ở kim la hồn quả đan thụ vị trí, nhìn xem viên kia viên kim la hồn quả đan, ngụm nước cũng nhịn không được chảy ra. À, những quái thú kia đây! Hoàng Bằng thanh âm kinh ngạc vang lên, hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, mảnh này bồn địa bên trong, có rất nhiều quái thú thủ hộ kim la hồn quả đan thụ. Nhưng hiện tại, một đầu quái thú đều không nhìn thấy. Ây, bọn họ tại đó! Tiêu Phàm nhìn xem kim la hồn quả đan thụ, khẽ mỉm cười nói. Đám người theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy từng khỏa vàng óng ánh trái cây, nghe nồng nặc kia đan hương, không ngừng nuốt nước miếng. Kim la hồn quả đan, mặc dù là một loại trái cây, nhưng bề ngoài giống đan dược, tác dụng cũng cùng đan dược cùng loại, cho nên mới xưng là đan. Ngưng kết kim la hồn quả đan cây, cũng nói là đan cây, đây là hết sức ít gặp. Dù sao, ở phần lớn người ý thức tự chủ bên trong, đan dược cũng là người tinh vi luyện chế ra, một khỏa trái cây lại làm sao có thể thành đan đây. Nhưng sự thật chính là như thế, kim la hồn quả đan không chỉ là trái cây, càng là đan dược, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy đan dược. Hắn công hiệu càng là cực kỳ cường đại, nghe đồn, một mai kim la hồn quả đan, có thể làm cho đại đế cảnh tu sĩ linh hồn chi lực vô điều kiện càng tiến một bước. Nói chung, đại đế cảnh tu sĩ linh hồn chi lực muốn có đột phá, cũng là cực kỳ chật vật, nhưng cái này kim la hồn quả đan lại có thể làm đến, có thể nghĩ chân quý của nó. Cũng chính là bởi vì như vậy, kim la hồn quả đan một khi xuất hiện, chắc chắn trở thành các đại thế lực tránh phá đầu đều muốn cướp đoạt đồ vật. Chỉ là, phóng nhãn toàn bộ thái cổ thần giới, đoán chừng cũng không có vài cọng kim la hồn quả đan thụ. Gốc cây này kim la hồn quả đan thụ, cũng là bởi vì bị phong cấm ở phiến khu vực này vô số vạn năm, mới có thể trưởng thành. Chỉ bất quá, người bình thường đều không biết kim la hồn quả đan thụ còn có một cái bí mật, kia liền là nó là lấy hồn độc vì chất dinh dưỡng mới có thể không ngừng sinh trưởng. Bằng không mà nói, kim la hồn quả đan thụ đừng nói kết quả, cho dù sống được đều có vấn đề rất lớn. Lão Tam, người không biết nói những cái này hồn quả đan chính là quái thú a. Nam Cung Tiêu Tiêu dư vị tới, kinh ngạc chỉ những cái kia vàng óng ánh trái cây nói. Chiến Hoàng Thiên, Quan Tiểu Thất cùng Hoang Bằng cũng là kinh ngạc hết sức, bọn họ ngược lại là nghe nói qua kim la hồn quả đan thụ, nhưng còn thật không biết, kim la hồn quả đan có thể trở thành quái thú. Có thể nói là, nhưng cũng có thể nói không phải. Tiêu Phàm lắc đầu, cười thần bí, nói, kỳ thật, Hoang Bằng tiền bối trước đó thấy quái thú, chẳng qua là nó thấy huyễn tượng mà thôi. Huyễn tượng, đám người hồ nghi, coi như bọn họ thấy là huyễn tượng, đế tử gia tộc người chẳng lẽ thấy cũng là huyễn tượng sao? Phải biết, đế tử gia tộc thế nhưng là có gần 100 tôn đại đế cường giả tiến nhập nơi này. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, đế tử gia tộc người là không phải thấy được huyễn tượng, những cái này kim la hồn quả đan không chính là tốt nhất chứng minh sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Đám người nghe vậy, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nếu như đế tử gia tộc người không thấy huyễn tượng, vậy bọn hắn hẳn là đã sớm đem kim la hồn quả đan lấy xuống. Hiển nhiên, những cái này đế tử gia tộc người hẳn là cũng như Hoang Bằng đồng dạng, thấy được quái thú huyễn tượng. Nhìn thấy đám người kịp phản ứng, Tiêu Phàm tiếp tục giải thích nói, kỳ thật, làm chỗ có người tiến vào khu cổ địa này lúc, liền đã lặng yên không tiếng động chúng hồn độc, loại này hồn độc rất bá đạo, dù là thánh đế cảnh cũng chưa chắc có thể cảm thụ được. Hơn nữa, chúng loại này hồn độc, một khi tới gần kim la hồn quả đan thụ, liền sẽ cùng kim la hồn quả đan thụ sinh ra cộng minh, liền sẽ xuất hiện nhìn thấy quái thú huyễn tượng. Không đúng, tất nhiên muốn tới gần mới có thể cảm nhận được, vì sao lúc trước ta ở những ngọn núi xung quanh bên trên liền có thể nhìn thấy đây? Hoang Bằng vẫn còn có chút không tin. Ngươi chỉ là thấy được hư ảnh, cũng không có gặp chân chính quái thú là a. Tiêu Phàm vẫn còn xem như có kiên nhẫn. Không sai, Hoang Bằng gật gật đầu, ta lúc đầu thử nghiệm tới gần nơi này cái chậu, nhưng là về sau cảm giác thân thể có chút không đúng, cho nên liền rời đi, về sau mới phát hiện mình trúng độc, có thể bất kể như thế nào cũng biết trừ bỏ không xong. Vậy thì đúng rồi, Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng,
nói, kỳ thật các ngươi có thể suy nghĩ một chút, linh dược giống vậy đều sẽ có thú tộc thủ hộ, vì sao cái này Kim La hồn quả đan không có người thủ hộ đây? Nói đến cùng, những cái này hồn độc chính là bọn chúng tốt nhất thủ hộ, một khi địch nhân tới gần, Kim La hồn quả đan thụ cũng sẽ thôi hóa địch bên trong cơ thể hồn độc, cho nên tươi có người có thể chân chính lấy được Kim La hồn quả đan. Mấy người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, bọn họ lại là thật không thể giải thích Kim La hồn quả đan thụ. Tốt rồi, mọi người trước tiên đem những cái kia 9 Kim La hồn quả đan lấy xuống đi, không bao lâu, hồn độc lại sẽ xuất hiện. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Nói xong, hắn liền xuất hiện ở trên Kim La hồn quả đan thụ, trực tiếp lấy xuống một khỏa cắn một cái, tươi non nước trái cây chảy ra, tản mát ra một cỗ hương thơm. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người thấy thế, cũng không chút do dự hái một khỏa bắt đầu ăn. Thật là nồng đậm hồn lực, ta cảm giác muốn đột phá. Nam Cung Tiêu Tiêu cả kinh kêu lên, trực tiếp đem một khỏa quả đan nhét vào trong miệng, trên người phồng lên lấy một cổ khí tức cường đại. Ta cũng vậy, Quan Tiểu Thất kinh ngạc hết sức. Chiến Hoàng Thiên cùng Hoang Bằng cũng chẳng tốt đẹp gì, khi chúng nó ăn một khỏa Kim La hồn quả đan về sau, khí tức trên thân rõ ràng tăng lên không ít. Chỉ có Tiêu Phàm, ăn một khỏa Kim La hồn quả đan, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này Kim La hồn quả đan hồn lực quả nhiên dồi dào, cho dù là nhân vật thiên tài, cũng có thể để linh hồn chi lực tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Đáng tiếc, đối với ta mà nói, một khỏa còn chưa đủ. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tất nhiên một khỏa không đủ, vậy liền hai khỏa, ba khỏa. Dù sao nơi này Kim La hồn quả đan hữu không ít, chỉ cần có thể để thực lực tăng lên, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không khách khí. Từng khỏa Kim La hồn quả đan vào trong bụng, Tiêu Phàm khí tức trên thân lập tức cũng biến thành hết sức bạo động lên, lại cũng áp chế không nổi, vội vàng bay đến núi xa xa trên đỉnh. Ầm ầm, mấy tiếng nổ vang đồng thời vang lên, lại là nhìn thấy mấy cái đỉnh núi nhấc lên một cỗ bão táp năng lượng khổng lồ. Ngay sau đó, Tiêu Phàm mấy người đều phát ra từng đợt cười to thanh âm, chỉ có Hoang Bằng vẻ mặt sa sút tinh thần, rất hiển nhiên Tiêu Phàm linh hồn của bọn hắn lực lượng đều được tăng lên. Chỉ bất quá Hoang Bằng sớm đã là đại đế cảnh đỉnh phong, cho nên linh hồn chi lực không cách nào tăng lên, dù sao, Kim La hồn quả đan hồn lực, chỉ có thể để đại đế cảnh tu sĩ đột phá. Lão Tam, ta lấy thêm ba khỏa trái cây, linh hồn chi lực liền có thể đột phá đại đế cảnh đỉnh phong. Nam Cung Tiêu Tiêu 10 điểm tự tin nói ra. Ta cũng vậy, Chiến Hoàng Thiên cũng không chút khách khí. Ta và Hoang Bằng cũng không cần. Quan Tiểu Thất vội ho một tiếng, cười nói, cũng không phải là hắn và Hoang Bằng thực không cần, mà là linh hồn của bọn hắn lực lượng đã đột phá đến đại đế đỉnh phong, lại ăn cũng không có quá nhiều tác dụng. Ta đoán chừng còn cần 7 viên khoảng chừng. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, 10 điểm nói nghiêm túc. Biến thái, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người miệng đồng thanh cười mắng. Người bình thường một mai Kim La hồn quả đan liền có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cần ăn 3 cái tấn cấp đã coi như là yêu nghiệt. Nhưng Tiêu Phàm, vậy mà cần 7 viên, không phải biến thái thì là cái gì chứ? Ngay sau đó, Tiêu Phàm mấy người phân biệt hái mấy cái Kim La hồn quả đan, bất quá, trên cây vẫn như cũ còn có hơn mấy chục viên thành thục, nếu là tăng thêm chưa thành thục mà nói, nhiều đến mấy trăm viên. Lão Tam, đệ tử gia tộc người khẳng định sẽ còn trở lại, không thể tốt rồi bọn họ. Nam Cung Tiêu Tiêu trầm ngâm nói, vậy ta nếu như đem nó dọn đi đây? Không đợi Nam Cung Tiêu Tiêu nói hết lời, Tiêu Phàm liền nhếch miệng cười nói. Dọn đi, Nam Cung Tiêu Tiêu lời đến khóe miệng trực tiếp nén trở về, kém chút bị ngụm nước sặc không nhẹ. Chiến Hoàng Thiên cùng Quan Tiểu Thất cũng là khóe miệng giật một cái, bọn họ vốn chỉ là muốn đem tất cả Kim La hồn quả đan hái hoàn mà thôi, không thể tốt rồi đệ tử gia tộc người. Nhưng ba người hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Phàm thậm chí ngay cả cây đều không buông tha. Nhìn ta như vậy làm gì? Tiêu Phàm bị mấy người nhìn 10 điểm mất tự nhiên, nói chẳng lẽ các ngươi không nghĩ dọn đi sao? Nếu như có thể dọn đi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, dù sao, nhân tộc 3000 vực, ta cũng không nghe nói ai có Kim La hồn quả đan thụ. Chiến Hoàng Thiên suy nghĩ một chút nói. Bất quá! Hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển nói, Kim La hồn quả đan thụ mặc dù chân quý, nhưng là rất khó nuôi sống, nếu là đem nó giết chết, cũng có chút phí của trời. Lão Tam, Chiến Huynh nói không sai, huống chi, cái này Kim La hồn quả đan thụ,
vẫn là lấy hồn độc vì chất dinh dưỡng, ngươi làm sao đi làm những cái này hồn độc. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng gật đầu một cái. Mặc dù bọn họ không muốn đem Kim La Hồn quả đan thụ lưu cho đế tử gia tộc, thế nhưng không nghĩ bị hủy như vậy. Có lẽ, trong thiên hạ, cũng chỉ có một cây như vậy, hủy liền thực sự thật là đáng tiếc. Tam ca, ngươi, đến, cái gì đến, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, bọn họ linh hồn chi lực đảo qua tứ phương, lại là không hề phát hiện thứ gì. Bất quá nghe được Tiêu Phàm nửa câu sau lúc, mấy người lại là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Tiêu Phàm trong miệng bọn họ là ai? Nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm hình dạng lúc, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ chỗ nào vẫn không rõ, hắn đây là chuẩn bị vu oan người khác à. Tiêu Phàm cũng không có cùng bọn hắn giải thích, trực tiếp đem đám người đưa vào thể nội thế giới bên trong, ngay sau đó một thân một mình ngồi ở đỉnh núi một gốc cổ thụ bên trên, hí ngược nhìn phía xa. Không bao lâu, một chiếc thần chu bay lượn mà tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thần chu phía trên, người cầm đầu không phải người khác, chính là Đế Tử Yên. Tiêu Phàm cũng không có chính diện cùng Đế Tử Yên giao phong qua, nhưng khi đó hắn linh hồn phân thân giám thị lấy đế tử gia tộc đám người, cũng biết Đế Tử Yên thân phận. Mặc dù đem đế tử gia tộc người đuổi chạy, Tiêu Phàm bọn họ chiếm được Kim La Hồn quả đan thụ, nhưng Tiêu Phàm một mực lưu lại mấy cỗ linh hồn phân thân giám thị tứ phương. Một khi phát hiện đế tử gia tộc người trở về, liền sẽ trước tiên thông chi hắn, đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Mấy tức về sau, thần chu ngừng lại, làm Đế Tử Yên nhìn thấy phía trước mấy ngàn dặm to lớn hố sâu lúc, sắc mặt một mảnh tái nhợt, đế tử gia tộc người cũng chẳng tốt đẹp gì. Tê một số người càng là nhìn không được hít một hơi lạnh, bọn họ rất rõ ràng cái này cổ địa đáng sợ, có thể dạng này cổ địa, lại bị người mang đi. Rốt cuộc là ai, cướp đi chúng ta Kim La Hồn quả đan thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Kim La Hồn quả đan thụ đều không buông tha. Cùng ta đế tử gia tộc là địch. Vô luận hắn là ai, định giết không buông tha. Ai biết ngày đó đi theo thiên cổ hoang bằng những người kia bộ dạng dài ngắn thế nào, nhất định là mấy cái kia danh con dở trò quỷ. Đế tử gia tộc người khí phẫn hết sức, há miệng tức giận mắng. Cũng khó trách bọn hắn tức giận như thế, người nhà, cướp đi chúng ta Kim La Hồn quả đan thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Kim La Hồn quả đan thụ đều không buông tha, ngay cả nước cũng không cho chúng ta uống một điểm. Ào 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 đám người tiếng mắng chửi không ngưng, đột nhiên bốn phía từng đạo hào quang nở rộ, hóa thành từng đầu thất thải rực rỡ xiềng xích, xen lẫn thành một cái lưới lớn, vô số lợi kiếm ở lưới lớn bên trong gào thét. Ai, đế tử gia tộc đám người giật mình, bọn họ không nghĩ tới, vẫn còn có người dám mai phục bọn họ. Bỗng nhiên, ánh mắt mọi người đột nhiên ngẩng đầu, hướng về không trung nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái bạch bào nam tử lăng không mà đứng. Quan sát phía dưới, giống như nhìn xem một bầy kiến hôi. Bắc thần tinh hồn, có người liếc mắt một cái liền nhận ra bạch bào nam tử lai lịch. Chẳng lẽ là hắn cướp đi Kim La Hồn quả đan thụ? Giờ khắc này, đế tử gia tộc người não hải bên trong tất cả đều toát ra cái này một cái ý nghĩ, hơn nữa toàn bộ tán đồng, bởi vì bọn hắn thực sự nghĩ không ra, trừ bỏ phong thiên nhất tộc người, còn ai có năng lực lặng yên không tiếng động đem bọn hắn phong cấm ở một cái trận pháp. Chỉ là, bọn họ nghĩ không biết là, coi như bác thần tinh hồn đoạt bọn họ Kim La Hồn quả đan, vậy cũng không tất phải ở lại chỗ này phục sát bọn họ a. Nhưng mà, trên bầu trời bác thần tinh hồn căn bản không có để ý tới bọn hắn, hai tay kết xuất từng đạo thủ ấn, toàn lực thúc dục chung quanh thần văn, rảo sát lấy đế tử gia tộc đám người. Bác thần tinh hồn, người muốn chết sao? Đế tử gia tộc người triệt để phẫn nộ rồi. Những người này đều là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi, nếu như liên thủ đều không làm gì được bắc thần tinh hồn, vậy cũng thực có thể đi chết. Đám người ra tay toàn lực, bốn phía thần văn lưới lớn ẩm vang phá toái, hóa thành vô số quang vũ bắn về phía bốn phương tám hướng. Bất quá cũng có hai người bị bắc thần tinh hồn trọng điểm chiếu cố, bị thương không nhẹ, cái này cũng triệt để chọc giận bắc thần gia tộc người. Nhưng mà, bắc thần tinh hồn lại là chào hỏi không đánh. Liền biến thành một vệt sáng hướng về nơi xa bỏ chạy, chỉ có một câu truyền đến, đế tử gia tộc, bất quá cũng chỉ như vậy. Vẻn vẹn trong hô hấp, bắc thần tinh hồn liền không thấy bóng dáng, chỉ có âm thanh kia vang vọng thật lâu tại hư không. Đế tử gia tộc, bất quá cũng chỉ như vậy. Đế tử gia tộc đám người nghe nói như thế, hai mắt đỏ bừng,
trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Từng ấy năm tới nay như vậy, còn chưa bao giờ có người dám như vậy đánh giá đế tử gia tộc, càng sẽ không đối với đế tử gia tộc khinh thường. Hôm nay bọn họ còn là lần đầu tiên gặp gỡ loại tình huống này, nội tâm cao ngạo cũng triệt để kích phát, bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đế tử gia tộc không thể nhục, đại tiểu thư, xin cho phép chúng ta mấy người đi giết bác thần tinh hồn. Một lão già nghiến răng nghiến lợi nói, một cỗ sát ý bắn ra. Những người khác nghe vậy, cũng nhao nhao la ầm lên, cái này cũng là bọn hắn cơ hội lập công, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Các ngươi cho rằng, mình có thể đuổi kịp hắn sao? Đế tử Yên Thần sắc lạnh nhạt, mắt thấy bác thần tinh hồn rời đi phương hướng, không có mắt nhìn thẳng bọn họ một cái. Đế tử gia tộc đám người một trận xấu hổ, lấy vừa rồi bác thần tinh hồn tốc độ, cho dù là bọn họ là đại đế cảnh đỉnh phong, cũng không khả năng theo kịp. Nói như vậy, cũng chỉ là nịnh nọt đế tử Yên mà thôi. Trong lúc nhất thời, đế tử gia tộc tất cả mọi người một trận trầm mặc, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Thật lâu, đế tử Yên lúc này mới quay đầu nhìn về phía đám người, nói, về sau bác thần gia tộc người, nhìn thấy một cái, giết một cái. Là, đám người cảm nhận được đế tử Yên trên người sát ý, không khỏi giật mình, lại không có người nào dám vi phạm đế tử Yên mệnh lệnh. Lúc này, thánh linh táng thổ một vùng thung lũng bên trong, mấy đạo mang huyết thân ảnh đang ở một cái bên hồ nhỏ dọn dẹp vết thương. Mấy người máu tươi chảy đầm đìa, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Đáng chết Cơ Vô Nhạn, bản thiếu gia không có đắc tội ngươi, ngươi lại dám như thế đối với ta. Trong đó một cái bạch bào nam tử tức giận mở miệng, hắn áo bào trắng dính không ít vết máu. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra người này, chính là bác thần tinh hồn. Lần trước Tiêu Phàm giả trang bác thần tinh hồn, từ Cơ Vô Nhạn trong tay tranh đoạt tiên thiên nguyên khí chỉ. Bác thần tinh hồn liền bị Cơ Vô Nhạn cho hận lên. Trong khoảng thời gian này, bác thần tinh hồn bị Cơ Vô Nhạn người vô tình truy sát, lại tổn thất hai cái đại đế cảnh đỉnh phong thủ hạ, lúc này mới hiểm mà hiểm trốn qua một kiếp. Nếu như bác thần gia tộc người không phải chết ở Tiêu Phàm lôi kiếp phía dưới, hắn cũng không cần chật vật như vậy, dù là chính diện giao phong cũng không sợ. Nhưng hiện tại, bên cạnh hắn cũng chỉ còn lại có bốn cái thuộc hạ. Nơi nào còn có cùng Cơ Vô Nhạn chính diện giao phong dũng khí. Còn có cái kia Tiêu Phàm, bản thiếu gia nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Bác thần tinh hồn lại nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như không phải Tiêu Phàm, hắn cũng không tất yếu như vậy chật vật. Vừa dứt lời, bác thần tinh hồn đột nhiên dùng mình một cái, mí mắt cũng nhảy lên không ngừng, thấy lạnh cả người từ sau sống lưng lặng yên dâng lên. Loại cảm giác này rất phi diệu. Nhưng bác thần tinh hồn cảm giác 10 điểm chân thực. Chuyện gì xảy ra, bác thần tinh hồn sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, mờ mịt nhìn lấy thiên khung, một loại cảm giác bất an lên cao trong lòng. Thiếu chủ, chúng ta vẫn là rời đi thánh linh táng thổ A. Lúc này, một cái trung niên nam tử nhìn không được hỏi, đường đường đại đế cảnh đỉnh phong, trong mắt lại tràn đầy một loại sợ hãi, có thể nghĩ khoảng thời gian này kinh lịch cho hắn tạo thành bóng tối. Rời đi sao? Bác thần tinh hồn cau mày, trong lòng cũng manh động thoái ý. Bác thần tinh hồn trầm mặc rất lâu, trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, trên mặt lộ ra phức tạp và vẻ không cam lòng, tựa như đang xoắn suýt một cái nào đó quyết định. Hồi lâu, bác thần tinh hồn bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc kiên định nói, không thể rời đi. Bác thần gia tộc người nghe vậy, thần sắc một trận ảm đạm, bọn họ đều là bác thần tinh hồn thủ hạ, tự nhiên không thể vi phạm bác thần tinh hồn mệnh lệnh. Thiếu chủ, chúng ta không phải sợ chết, nhưng chúng ta nếu là không cách nào bảo hộ an nguy của ngài, chúng ta chính là tội nhân của gia tộc. Trung niên nam tử hít sâu một cái nói. Trầm ngâm lúc này, hắn lại thận trọng bổ sung một câu, thiếu chủ, đại thiếu là của ngài ca ca, hắn sẽ không đem ngươi lời nói coi là thật. Im miệng, bác thần tinh hồn gầm thét một tiếng, tựa như nam tử trung niên mà nói chạm đến hắn một giây thần kinh, cả người đều trở nên điên cuồng lên. Trung niên nam tử trong nháy mắt câm như hến, phù phù một tiếng quỳ ở trước mặt bác thần tinh hồn, chờ đợi bác thần tinh hồn xử lý. Bác thần tinh hồn trên người cỗ kia ngập trời nộ khí thật lâu mới biến mất, nhìn lướt qua trung niên nam tử, liền hướng lấy cách đó không xa đi đến, cũng không quay đầu lại nói, đứng lên đi. Vừa đi ra mấy bước, bác thần tinh hồn vừa quay đầu nhìn về phía hắn còn sót lại bốn cái thuộc hạ, nói, về sau chớ ở trước mặt ta xách hắn,
nếu không, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Là, thiếu chủ, bốn người cung kính gật đầu. Bắc thần tinh hồn quay người, trong con người hiện lên một vẻ kiên định, trong lòng kiên nghị nói, ta Bắc thần tinh hồn, cho tới bây giờ cũng không cần ngươi Bắc thần vọng cổ để mắt, một ngày nào đó, ta muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu ta. Nghĩ vậy, Bắc thần tinh hồn không khỏi nắm quả đấm một cái, gân xanh trên trán ngọ nguậy, chỉ chốc lát sau, Bắc thần tinh hồn mới bình tĩnh trở lại. Chúng ta đến Thánh Linh Táng Thổ cũng có một đoạn thời gian, Thánh Linh bí cảnh hẳn là cũng nhanh mở ra, mọi người thời khắc chú ý Thánh Linh Táng Thổ động tĩnh. Bắc thần tinh hồn lại bổ sung một câu. Là, thiếu chủ, bốn người gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nóng rực. Bọn họ biết rõ. Bắc thần tinh hồn sở dĩ không nguyện ý rời đi Thánh Linh Táng Thổ, chủ yếu nhất là ta không muốn bỏ qua Thánh Linh Táng Thổ cơ duyên. Vùng đất cổ bí ẩn này, mỗi qua thời gian mấy chục năm, liền sẽ có một ít địa vực cấm chế sẽ biến mất, lộ ra một chút thần bí cổ địa, đám người cũng đem cái này xưng là bí cảnh. Những cái này bí cảnh bị phong tồn trên trăm vạn năm thời gian, bên trong có không ít có giá trị không nhỏ thần dược, dù là đối với đại đế cảnh cường giả, cũng là cự tuyệt không được dụ hoặc. Nếu như vận khí tốt, cổ địa bên trong còn có thể phong cấm lấy một vị nào đó siêu cấp cường giả động phủ, có được hoàn chỉnh truyền thừa, cho dù là đại đế cường giả đều muốn tránh phá đầu. Dựa theo trước kia bí cảnh mở ra thời gian phỏng đoán, đoạn thời gian gần nhất, vô cùng có khả năng có cổ địa cấm chế cởi ra, mở ra bí cảnh. Đây cũng là vì sao Thánh Linh Táng Thổ trong khoảng thời gian này sẽ xuất hiện đại lượng tu sĩ nguyên nhân. Bọn họ không chỉ là đến Thánh Linh Táng Thổ tìm kiếm cơ duyên, càng là vì Thánh Linh bí cảnh. Lại nói Tiêu Phàm giả dạng làm Bắc thần tinh hồn bộ dáng đối với đế tử gia tộc người xuất thủ về sau, Tiêu Phàm liền nhanh chóng rời đi cùng đất cổ kia, thẳng đến bên ngoài mấy vạn dặm mới dừng lại. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người xuất hiện lần nữa ở bên người Tiêu Phàm, nhịn không được hỏi, lão Tam, người cùng cái kia Bắc thần tinh hồn đến cùng có thù gì, vì sao hai lần đều giá họa cho hắn? Cũng không cái gì, chỉ bất quá hắn là phong thiên nhất tộc người, hơn nữa muốn giết Thi Vũ. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt nói, giá họa cho Bắc thần tinh hồn, hắn nhưng là một điểm cảm giác tội lỗi đều không có. Không nói Bắc thần tinh hồn lúc trước muốn giết Diệp Thi Vũ, về sau Bắc thần tinh hồn lại mang không ít tu sĩ muốn giết hắn, chỉ bằng hai điểm này, Tiêu Phàm đều khó có khả năng buông tha Bắc thần tinh hồn. Về phần một lần này giá họa cho Bắc thần tinh hồn, Tiêu Phàm cũng là trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên mà thôi. Kỳ thật hắn cũng muốn giá họa cho Cơ Vô Nhạn, chỉ bất quá nghĩ đến Cơ Vô Nhạn cái kia chết biến thái, nương nương khang, Tiêu Phàm liền đánh tiêu ý nghĩ này, đây cũng là Bắc thần tinh hồn suối quẩy. Vậy hắn xác thực đáng chết, Nam Cung Tiêu Tiêu trầm giọng nói, hắn cũng là cái bao che cho con chủ, Phàm là đối với bên cạnh mình bất lợi người, trong mắt hắn, đều không phải mặt hàng nào tốt. Tam ca. Thánh Linh Táng Thổ gần nhất tu sĩ nhiều như vậy, có phải hay không có cái đại sự gì phát sinh? Quan Tiểu Thất đột nhiên hỏi. Điểm này Tiêu Phàm cũng sớm liền nghĩ đến, Thánh Linh Táng Thổ gần nhất đại đế cảnh tu sĩ, xác thực không phải bình thường nhiều. Không chỉ các đại đế vực thiên mới đến nơi này, ngay cả các đại cổ cương bá chủ cấp gia tộc yêu nghiệt đều chạy tới nơi đây, muốn không phải là không có mở ám, đó mới lạ. Dù sao... Thánh Linh Táng Thổ mặc dù xem như một chỗ cơ duyên địa phương, nhưng phóng nhãn nhân tộc thí luyện cổ lộ, lại cũng không tính là thần bí nhất. Việc này ta ngược lại thật ra hiểu rõ một chút, một mực trầm mặc Chiến Hoàng Thiên đột nhiên mở miệng nói, Thánh Linh Táng Thổ mỗi qua thời gian mấy chục năm, có chút không gian cấm chế liền sẽ buông lỏng, cũng tỉ như Kim La Hồn Quả Đan thụ vị trí không gian. À, Tiêu Phàm mấy người ánh mắt lóe lên, lộ ra nóng rực. Đương nhiên. Không chỉ có như thế, cũng có khả năng có thần dược, cũng có khả năng có truyền thừa động phủ. Chiến Hoàng Thiên cười cười, nói, mấy trăm năm trước, Thánh Linh Táng Thổ xuất hiện một mảnh thần dược viên, liền thánh giai thần dược đều có không ít. Lúc trước thế nhưng là có không ít gia tộc tham dự, máu nhuộm Thánh Linh Táng Thổ, cuối cùng, thần dược viên bị cổ cương những đại gia tộc kia chia cắt. Ai, tán tu vẫn là quá yếu, ở cổ cương gia tộc trước mặt, chẳng phải là cái gì. Cuối cùng coi như phát hiện bảo bối, cũng phải rơi vào những gia tộc này trong tay. Nam Cung Tiêu Tiêu thở dài một hơi. Quan Tiểu Thất cùng Hoang Bằng cũng là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, đại gia tộc nội tình, chính là như vậy chậm rãi tích lũy. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cường giả càng mạnh,
kẻ yếu càng yếu, đi về phía hai thái cực. Đây chẳng qua là người yếu lấy cớ mà thôi. Tiêu Phàm lại là xem thường nói, chỉ tại ta chỗ này, bảo bối gì bị cướp đi, đó là không tồn tại. Mấy người nghe vậy, lại không khỏi khóe miệng có chút co lại. Người đều là đóng gói mang đi, coi như người khác đuổi tới, đều đã giống tuếch, lại thế nào cướp đoạt đây? Oanh, vừa dứt lời, đột nhiên cả vùng không gian kịch liệt run lên, đại địa cũng là mãnh liệt run bỗng nhúc nhích, Tiêu Phàm mấy người bọn họ nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, chân trời từng đạo hào quang phóng lên tận trời, hóa thành vô số thần văn, đem chân trời đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia hào quang liền biến mất không thấy gì nữa, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Đây là, có thánh linh bí cảnh mở ra, Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói. Mấy người như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân vừa mới đề cập việc này, không nghĩ tới liền thực đã xảy ra. Kim La hồn quả đan thụ vị trí không gian, đoán chừng cũng là một chỗ thánh linh bí cảnh, kỳ thật, có chút thánh linh bí cảnh đã sớm mở ra. Chiến Hoàng Thiên hít sâu một cái nói. Đi, Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng về dị tượng vị trí bay đi. Thánh linh bí cảnh thế nhưng là có thể có được Kim La hồn quả đan thụ bậc này bảo bối, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Tiêu Phàm một chuyến cực tốc hướng dị tượng vị trí chạy tới, theo khoảng cách càng ngày càng gần, đám người cảm nhận được năng lượng ba động cũng càng ngày càng mạnh. Oanh, đột nhiên, một tiếng sét truyền đến, như đại dương thiểm điện từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, âm thanh lớn phách người tai xương kịch liệt đau nhức, đầu một trận choáng váng. Tiêu Phàm mấy người cách xa nhau vô hạn khoảng cách, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ không rõ sao động, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Có thể tưởng tượng, nếu như khoảng cách cái địa phương kia rất gần, đoán chừng tai xương đều sẽ bị chấn vỡ. Đó là vật gì? Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người sợ hãi thán phục, trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa cảnh sắc, ngay cả Hoang Bằng cũng trong lúc nhất thời ngốc trệ tại nguyên chỗ, quên đi phi hành. Tiêu Phàm híp hai mắt, con người nhìn chằm chằm phía trước, sợ bỏ qua cái gì. Ở cái kia vạn trượng lôi điện trong biển Van Xin, ẩn ẩn có một tòa bạch sắc cung điện lơ lửng, cung điện thẳng nhập mây xanh, bị vô số lôi điện tẩy lễ, lại thản nhiên bất động, dường như vạn cổ trường tồn. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn, nhưng lại tản mát ra một cỗ cuồn cuộn thần uy, ép tới cả phiến thiên địa đều run rẩy kịch liệt. Từ từ, lôi điện chi lực biến mất, cả tòa bạch sắc cung điện hiển lộ mà ra, đám người cũng rốt cục gặp được cung điện chân thân, không khỏi hít một hơi lạnh. Bạch sắc cung điện nguy nga hùng hồn, sừng sững cửu thiên chi đỉnh, giống như một tòa cung điện trên trời, quan sát phàm trần, để cho người ta xa không thể chạm. Hắn từ chín cái thiên long trụ trèo trống, phía trên điêu khắc vô số sinh linh, sinh động như thật, tựa như trong nháy mắt liền muốn sống lại một dạng. Xa hoa mà vĩ đại vách tường cung điện bên trên, càng là lạc ấn lấy vô số bích họa, rườm rà thần bí, có sinh hoạt tràng cảnh, cũng có chiến đấu kịch liệt. Tiêu Phàm bọn họ lờ mờ hiểu được, đây là ghi chép nào đó một số thời đại đặc định tràng cảnh. Bạch sắc cung điện chung quanh, lượn lờ sương mù màu trắng, đem cả tòa cung điện sấn thác càng thêm thần bí lại thánh khiết, để cho người ta mong muốn mà không thể tức. Đây là cái gì cung điện? Lấy Chiến Hoàng Thiên tâm tính, cũng không nhịn được kinh hãi kêu lên. Đi tới thái cổ thần giới, Chiến Hoàng Thiên ngay tại chiến gia đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, thông qua thư tịch lại lý giải thái cổ thần giới một chút bí mật. Nhưng mà, trước mắt tòa này mỹ lệ, không nhiễm bụi bặm cung điện, hắn lại không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Chủ yếu nhất là, hắn gặp qua rất nhiều cung điện, đều không thể cùng tòa cung điện trước mắt này có thể so sánh, ở tòa này bạch sắc cung điện trước mặt, có thể nói hoàn toàn khó coi. Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất cùng Hoang Bằng cũng giống như thế, tòa này bạch sắc cung điện, cũng triệt để chấn nhiếp đến bọn họ. Chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, mặc dù hắn không thể không thừa nhận tòa này bạch sắc cung điện xa hoa và hùng hồn, nhưng là hắn thấy, vẫn như cũ so ra kém sát lục luyện ngục bên trong Tu La Tổ Điện. Tu La Tổ Điện nhìn qua mặc dù cổ điển, nhưng lại nhiều hơn một loại đại khí cùng trang nghiêm, để cho người ta phát ra từ nội tâm kính sợ. À, các ngươi nhìn, cung điện lại bắt đầu biến hóa. Quan Tiểu Thất kinh ngạc kêu lên. Quả nhiên, theo Quan Tiểu Thất thanh âm rơi xuống,
Bạch sắc cung điện quả nhiên phát sinh biến hóa, không, chuẩn xác mà nói, là ở hắn chung quanh, lại xuất hiện từng tòa cỡ nhỏ cung điện. Cỡ nhỏ cung điện giống như nguyên một đám hộ vệ đồng dạng, đem bạch sắc cung điện bảo vệ ở trung ương, chốc lát thời gian, biến thành một mảnh dãy cung điện. Mỗi một tòa cung điện đều do bạch sắc ngọc thạch chế tạo thành, toàn thân trong suốt, hoàn mỹ đẹp đẽ. Nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, theo lôi điện chi lực chậm rãi tiêu tán, bên trong tất cả cũng chậm chậm lộ ra ngoài. Đây là một tòa thành trì. Quan Tiểu Thất nhãn lực rất tốt, nhìn thấy xa xa hình dáng, trực tiếp kêu lên sợ hãi. Mặc dù cách xa nhau vô số khoảng cách, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được thành trì cuồn cuộn. Dù là những cái kia cổ cương cổ thành cũng xa xa không cách nào so sánh cùng nhau. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung, vậy cũng chỉ có thể xưng là thần thành. Tòa cổ thành này, 89 phần 10 là vô trần thiên cung đại năng phong cấm. Chiến hoàng thiên hít sâu một cái nói, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, thánh linh táng thổ cũng là vô trần thiên cung phong cấm, tòa cổ thành này nếu quả như thật tồn tại. Vô cùng có khả năng cũng bị vô trần thiên cung phong cấm ở nào đó một vùng không gian. Vô trần thiên cung, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nhìn chằm chằm tòa thành trì kia, luôn cảm giác ở nơi nào nhìn thấy qua. Khi hắn nghe được mấy chữ này lúc, đầu hơi chấn động một chút, trong đầu lập tức hiện ra một tòa bạch sắc cung điện hình bóng. Ngay sau đó, cái kia cái bóng mơ hồ càng ngày càng rõ ràng, cùng trước mắt mảnh này bạch sắc cung điện nhóm chậm rãi ăn khớp. Vô trần cung, Tiêu Phàm thở sâu, khiếp sợ phun ra ba chữ. Cái gì vô trần cung? Chiến hoàng thiên nghi hoặc không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Vô trần thiên cung đã từng chủ điện, vô trần cung. Tiêu Phàm chỉnh trọng phun ra một câu, sau đó đem lúc trước tham gia thiên tài tranh đoạt tái lúc gặp vô trần cung cùng đám người nói đơn giản một lần. Đám người nghe vậy, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô trần thiên cung đã từng thế nhưng là nhân tộc 3.000 vực thế lực cấp độ bá chủ A, truyền thừa làm sao sẽ xuất hiện ở thiên võ cổ vực đây. Nhưng mà, bọn họ cũng biết, Tiêu Phàm chắc là sẽ không cùng bọn hắn nói láo, cũng không tất yếu nói láo. Lão Tam, tất nhiên thiên võ cổ vực cùng đất cổ kia có thể là vô trần thiên cung nơi truyền thừa, vì sao nơi này cũng sẽ có vô trần thiên cung cung điện đây? Nam Cung Tiêu Tiêu nghi ngờ nói. Chiến hoàng thiên cùng Quan Tiểu Thất cũng gật gật đầu, nói chung, nơi truyền thừa chỉ có thể có một cái, sẽ không xuất hiện hai cái. Kỳ thật Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút không hiểu, nơi này dị tượng có thể so sánh cùng đất cổ kia bên trong dị tượng phải lớn rất nhiều, dựa theo lẽ thường mà nói, nơi này là nơi truyền thừa mới đúng a. Đương nhiên, Tiêu Phàm không có tính toán đem mình lấy được vô trần bí điển sự tình nói cho Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ, dù sao, việc này ảnh hưởng quá lớn. Dị tượng lại làm sao hùng vĩ, cũng không có nghĩa là có được truyền thừa. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, hơn nữa, trước mắt tòa cổ thành này, cũng không phải gọi là vô trần cung, mà gọi là làm vô trần thiên khuyết. Vô trần thiên khuyết, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không biết Tiêu Phàm là làm thế nào biết. Điện chủ nói không sai, đây quả thật là hẳn là vô trần thiên khuyết. Lúc này... Chiến hoàng thiên đột nhiên chính trọng nói, ta ở một quyển cổ tịch bên trên gặp qua, vô trần thiên khuyết, cũng không chỉ là một tòa cung điện, mà là một tòa cổ thành, cùng cái này dị tượng giống nhau y hệt. Nếu thật là dạng này, vô trần thiên khuyết vị trí thánh linh bí cảnh xuất thế, đó thật đúng là một tòa di động bảo khố A. Nam Cung Tiêu Tiêu cảm khái nói chuyện đều có chút run rẩy. Nhị ca, tam ca, chúng ta mau chóng tới đêm, khẳng định có không ít người đã đi đến. Cũng đừng làm cho người khác nhanh chân đến trước. Quan Tiểu Thất vội vàng nói, hận không thể lập tức chạy tới phiến kia khu vực. Không vội, Tiêu Phàm lại là lắc đầu, cái này vẻn vẹn chỉ là hải thị thận lâu mà thôi, cũng không đại biểu vô trần thiên khuyết chân chính xuất thế. Hơn nữa, hơn 100 vạn năm cũng đã qua, vì sao vô trần thiên khuyết trễ không xuất thế, sớm không xuất thế, vì sao vừa lúc hiện tại xuất thế đây? Tiêu Phàm mà nói tựa như một chậu nước lạnh. Trong nháy mắt tưới tắt mấy người nhiệt tình, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến A. Thật lâu, Tiêu Phàm rồi mới lên tiếng, híp hai mắt hướng về hải thị thận lâu, trong lòng nhanh chóng rơi vào trầm tư. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người đôi mắt lộ ra một cỗ nóng rực cùng xúc động, hận không thể lập tức tiến về vô trần thiên khuyết, có thể Tiêu Phàm lại hết sức bình tĩnh.
Trăm vạn năm trước vô trần thiên cung xác thực huy hoàng cường thịnh, nhưng đi qua trăm vạn năm thời gian, ai biết bên trong tòa cung trời này, còn tồn tại hay không nguy hiểm đây? Nếu là tồn tại, bọn họ những cái này đại đế cảnh tu sĩ, đoán chừng thật đúng là không đủ đối phương nhìn. Huống chi, ở trong mắt Tiêu Phàm, vô trần thiên cung lớn nhất bảo bối chính là vô trần bí điển, bây giờ vô trần bí điển liền trong tay hắn, cho nên hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm. Mặt khác, vô trần thiên khuyết dị tượng, có thể không chỉ đám bọn hắn những người này thấy được, thánh linh táng thổ đại bộ phận sinh linh hẳn là đều có thể cảm nhận được. Đoán chừng hiện tại, đã có không ít người đang không ngừng chạy tới dị tượng kia vị trí. Tiêu Phàm một chuyến chậm rãi hướng về vô trần thiên khuyết dị tượng vị trí bay đi, để đám người kinh ngạc là, vô trần thiên khuyết dị tượng cũng không biến mất, ngược lại trở nên càng ngày càng ngưng tụ, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ thực xuất hiện. Ầm ầm, lại là trận trận tiếng sấm vang lên, đầy trời lôi điện giống như mưa rơi xuống, lần nữa đem vô trần thiên khuyết bao phủ ở trong đó. Lúc này, theo lôi điện tiêu tán, lại có mảng lớn cung điện hiển lộ ra. Vô tận cung điện, nối liền không dứt, cái này là thượng cổ thời kỳ cái nào thế lực cấp độ bá chủ vị trí cổ địa xuất thế sao? Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, lôi điện tẩy lễ cung điện, ngược lại càng ngày càng chân thực, đây là đi ngụy lưu thật sao? Lão hủ tựa như ở nơi nào nhìn thấy qua cái này nối liền không dứt dãy cung điện, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ nổi, đây sẽ không là trong truyền thuyết vô trần thiên khuyết ha. Vô trần thiên khuyết, thượng cổ thời kỳ, nhân tộc bá chủ cấp thế lực. Bất kể có phải hay không là vô trần thiên khuyết, bậc này đáng sợ cổ bí cảnh xuất thế, đối với chúng ta mà nói thế nhưng là cơ duyên lớn lao, khó trách có người nói, thời đại vàng son sắp xảy ra, có lẽ là thực. Từng đợt thanh âm kinh ngạc vang lên, rất nhiều người nhìn qua cái kia hủy diệt tính lôi điện biển, đều kinh hồn táng đảm, không dám tiếp tục tới gần. Có thể đột phá đến đại đế cảnh, tự nhiên không phải người ngu, bọn họ rất rõ ràng tới gần cái kia lôi điện mức độ nguy hiểm, coi như có thể xâm nhập phiến kia lôi điện biển, cũng chưa chắc có thể qua sống sót lấy được bên trong cơ duyên. Theo thời gian trôi qua, chạy tới dị tượng chung quanh tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhiều đến lấy ngàn mà tính. Nhân tộc 3.000 vực đại đế cảnh tu sĩ, nhưng là một cái số lượng kinh khủng. Dù sao, nhân tộc thí luyện cổ lộ, thế nhưng là tùy thời mở ra, bên trong tích lũy đông đảo đại đế cảnh cường giả, có sống mấy ngàn trên vạn năm tuế nguyệt. Đối với đại đế cảnh mà nói, vạn năm tuế nguyệt cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cho dù là sống 10 vạn năm tuế nguyệt lão bất tử, cũng có khả năng cất ở đây đầu cổ lộ. Gần nhất, thánh linh táng thổ bí cảnh mở ra. Rất nhiều cường giả từ nhân tộc thí luyện cổ lộ chỗ sâu chạy về, nơi đây tu sĩ số lượng tự nhiên không ít. Đám người ai cũng không có dẫn đầu bước vào vô trần thiên khuyết dị tượng vị trí, lặng lặng ở chung quanh chờ đợi vô trần thiên khuyết chân chính hiện thế một khắc này. Mà mỗi qua một đoạn thời gian, vô trần thiên khuyết dị tượng liền sẽ bị lôi điện trùng kích, ở cái kia vô tận thiểm điện bên trong, một tòa lại một tòa cổ lão kiến trúc hiển lộ mà ra. Hơn nữa tựa như là từ hư vô biến thành chân thực, ép người không thở nổi. Hơn nửa tháng, vô trần thiên khuyết bí cảnh làm sao còn không xuất thế. Nam Cung Tiêu Tiêu kiên nhẫn đã sớm bị ma diệt, vẻ mặt buồn bực nhìn về chân trời nói. Đúng vậy a, hiện tại người càng ngày càng nhiều, cho dù có một chút cơ duyên, bị san bằng dưới quán đến, đoán chừng đến tay hoàn toàn có thể không đáng kể. Quan Tiểu Thất cũng thật sâu thở dài một hơi. Đối với vô trần thiên khuyết không ôm hy vọng quá lớn. Có thể không nên xem thường vô trần thiên cung, đây chính là thời kỳ thượng cổ thế lực cấp độ bá chủ, phóng tới hiện tại, đoán chừng cũng không yếu với to lớn cổ cương tất cả tài phú. Chiến Hoàng Thiên lắc lắc đầu nói. Thân làm thế lực cấp độ bá chủ vô trần thiên cung, như thế nào đơn giản như vậy đây? Thời kỳ thượng cổ, biết bao phồn hoa, cho dù là đồng dạng đẳng cấp thế lực, có tài phú cùng nội tình. Cũng xa không phải thế lực bây giờ có thể so sánh. Có khủng bố như vậy sao? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh ngạc nhìn Chiến Hoàng Thiên nói. Hắn thấy, vô trần thiên cung chính là lại làm sao cường đại, có thể trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt, đoán chừng cái gì cũng biết hóa thành mục nát. Ta nghe nói, vô trần thiên cung có một mảnh thần dược viên, bên trong đế giai thần dược thành họa, thậm chí ngay cả thánh giai thần dược đều có không ít, nếu người nào có thể có được mảnh này dược viên. Thành là chúa tể một phương không có bất cứ vấn đề gì. Chiến Hoàng Thiên hết sức trịnh trọng nói ra.
Tiêu Phàm ngược lại là hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Chiến Hoàng Thiên một cái, không nghĩ tới Chiến Hoàng Thiên liền bậc này bí mật đều biết. Ngay cả hắn Tiêu Phàm, cũng chỉ là đã từng từ Chu Hồn Thần Liễu trong miệng giải một hai mà thôi, bất quá Tiêu Phàm cũng không có làm thực, cho rằng Chu Hồn Thần Liễu là ở khoác lác. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm phát hiện cũng không phải là chuyện như thế, có lẽ, thật sự có phiến kia dược viên tồn tại. Bây giờ dược viên đi qua trăm vạn năm, có lẽ đúng như Chiến Hoàng Thiên nói tới, dược viên bên trong bên cạnh thần dược, sớm đã thành tai. Lão Tam, các ngươi nhìn, đột nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh hô một tiếng, kinh ngạc chỉ nơi xa, ngón tay đều đang run rẩy lấy. Tiêu Phàm bọn họ bỗng nhiên ngẩng đầu, lại là nhìn thấy, Phô Trần Thiên Cung dị tượng vị trí, liền tựa như một tầng diện xa chậm rãi bị kéo ra, trong mắt tất cả lập tức trở nên hết sức rõ ràng. Nguyên bản nhìn qua mơ mơ hồ hồ cung điện, bây giờ lại là có thể thấy rõ ràng, càng có thể thể hiện cỗ kia xa hoa, hùng vĩ, khí thế bàng bạc. Trước đó đây không phải là dị tượng, mà là chân thực, chỉ là bị một màn ánh sáng ngăn cản mà thôi. Có người lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn cổ cung điện nói. Những người khác nghe vậy, cũng không khỏi hít một hơi lạnh, vậy chờ lôi điện uy thế, cũng không yếu hơn đại đế cảnh công kích. Dù là đại đế cảnh đỉnh phong không cẩn thận đụng tới, cũng phải gặp nạn. Nhưng vẻn vẹn một tầng màn sáng, liền chặn lại vô tận lôi điện, cái này cũng quá cường đại a. Thủ hộ đại trận đã như thế, cung điện kia đây. Đi, đột nhiên, một bóng người phóng lên tận trời, cực tốc hướng về Vô Trần Thiên Khuyết bay đi, sợ chậm một chút, trong cung trời bên cạnh đồ vật liền bị những người khác đoạt đi một dạng. Mấy ngàn hơn vạn đại đế cảnh cường giả cùng nhau bắn vọt, loại trang diện này, quá nguy nga, có lẽ vài vạn năm cũng không thể gặp một lần. Đây chính là thượng cổ thời kỳ Vô Trần Thiên Khuyết A, đã từng nhân tộc huy hoàng nhất mấy đại thế lực một trong, ai biết bên trong có được như thế nào bảo bối đây. Tùy tiện một kiện, đoán chừng đều sẽ để đại đế cảnh tu sĩ đỏ mắt hết sức, hận không thể đoạt vỡ đầu. Lão Tam, chúng ta cũng đi. Nam Cung Tiêu Tiêu sợ so người khác chậm. Quay người liền hướng cung điện trên trời vị trí bắn vọt đi. Bất quá không đợi hắn phóng ra bước chân, liền bị Tiêu Phàm kéo cánh tay, ngưng tiếng nói, chờ chút. Chờ cái gì, Nam Cung Tiêu Tiêu hơi có vẻ lo lắng nói. Oanh, lời còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng to lớn tiếng sấm nổ vang lên, Nam Cung Tiêu Tiêu giật nảy mình, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn tới. Sau một khắc, hắn trợn to hai mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 147.